Em đã từng ly hôn cách đây 2018. Mình có con chưa? Dạ em chưa. Em kết hôn năm 2017, 2018 em ly hôn. Sao lại nhanh thế? À, vợ chồng em ly hôn là do bên gia đình chồng. Thì cái năm đó em cưới về là em có thai rồi, xong rồi em bị hư thai. Xong rồi mẹ chồng nói là nếu mà hư lần một thì lần hai sẽ hư, nên là gia đình chồng bắt ly hôn. Cái hai vợ chồng ra ở riêng. Cái sau ở nhà chồng gọi điện về kêu về họp gia đình, rồi nói là bây giờ một là lựa chọn vợ thì ra khỏi nhà, mà hai là lựa chọn gia đình thì phải ly hôn vợ. Thì anh mới khóc, anh mới nói là dù gì thì cũng người sinh ra anh không có làm khác được, nên là chúng em quyết định ly hôn. Giới thiệu em là tên Phan Văn Tuệ, quê ở Quảng Trị, và em đang làm ở trang trí nội thất ở tại thành phố Hồ Chí Minh. À, ở quận mấy Tuệ? Dạ, ở quận 12 ạ. Trang trí nội thất là em cụ thể em làm cái gì? Dạ, em làm bên chỗ Sơn Nước đó anh. Rồi bây giờ chúng ta đến với sự giới thiệu của nhà gái nào. Dạ, em chào chị Ngọc Lan, em chào chủ Quyền Linh, em chào nhà trai bên kia, chào khán giả. Em là Đinh Thị Tuyết, sinh năm 1985, quê ở Nghệ An. Bây giờ em đang làm công ty may ở Vò Vấp ạ. À, gì gọi dấp gần rồi, dạ, đúng, sẵn bao luôn. Sẵn bên. Vậy là hợp lý quá ha. Tại đang ở với ai? Dạ em ở đã cũng thuê nhà. Cũng thuê nhà ở mình hả? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ ưu điểm của khuyết điểm của Tuệ là gì? Dạ, ưu điểm của em là rất thương người và rất là có cảm xúc, đam mê âm nhạc ấy. Nhược điểm của em thì đôi khi cũng hay đa nghi anh. Và lại cũng hơi nóng tính, kiểu ví dụ mình đang làm gì ở xong xuôi hoặc là chưa gì được gì á, thì người ta nói thì đôi hay nóng tính, tính nóng hết chợt vậy thôi. Thật ra cái đa nghi nóng tính này nó cũng hơi nguy hiểm ha. Dạ cả đội em, giờ em về sau này em sẽ là khắc phục là sau ạ. Ok. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm em không có, một khuyết điểm của em. Em nói lớn chút xíu được không Tuyết? Trời ơi, cổ nói là ưu điểm cổ không có. Không có ưu Em điểm thương hả? quá, em quên mất. Ưu điểm rất là thật thà. Dạ, em thì nấu ăn không có được ngon lắm. Em chỉ được cái là em biết quan tâm mọi người, chia sẻ. Em tính em hay nóng tính, tính cũng hay quên. Bao nhiêu mối tình rồi? Em đã từng ly hôn cách đây 2018. Mình có con chưa? Dạ em chưa. Em kết hôn năm 2017, 2018 em ly hôn. Sao lại nhanh thế? À, vợ chồng em ly hôn là do bên gia đình chồng. Thì cái năm đó em cưới về là em có thai rồi, xong rồi em bị hư thai. Xong rồi mẹ chồng nói là nếu mà hư lần một thì lần hai sẽ hư, nên là gia đình chồng bắt ly hôn. Cái hai vợ chồng ra ở riêng. Cái sau ở nhà chồng gọi điện về kêu về họp gia đình, rồi nói là bây giờ một là lựa chọn vợ thì ra khỏi nhà, mà hai là lựa chọn gia đình thì phải ly hôn vợ. Thì anh mới khóc, anh mới nói là dù gì thì cũng người sinh ra anh không có làm khác được, nên là chúng em quyết định ly hôn. Đây là một cái sau khi mà hai vợ chồng quyết định ly hôn thì chồng bảo em là em viết đơn đưa về để anh ký, mà để sau sau anh xuống thì em thấy trong điện thoại anh là em gửi anh bảo là anh phải là người viết đơn, không được cho em biết, là em bảo anh là vậy thì anh viết đi rồi em ký, vậy là rồi xong giờ rồi. Thế bây giờ anh có gia đình mới chưa và có con chưa? Khi em đi vô đây anh vẫn đưa em ra sân bay, xong rồi anh bảo em là đi về thời gian hôn ngoái 2-3 năm tải hôn lại, mà em nói là ly hôn rồi không bao giờ em tải hôn lại nữa. Một cái tổn thương rất lớn ha. Rồi, đưa cô cái khăn chấm nước mắt đi. Phụ nữ đáng thương thật. Sau những cái đổ vỡ hay là những gì đó thì thường người phụ nữ là nhiều là khó khổ, khổ gọi là khổ đau nhất ha, nhiều nước mắt nhất. Lau giọt nước mắt đi em, rồi chúng ta đứng dậy bước tiếp con đường còn lại, bởi vì em cũng còn trẻ ha, không phải gọi là mình cứ giấu cái nỗi đau đó hoài rồi nó cứ trỗi dậy hoài trong mình rồi nó không có tốt lắm nha. Rồi chia sẻ với em hoàn cảnh đó. Có con chưa nè? Tức là cổ kết hôn rồi có Ừ. thai, nhưng mà sau đó hư thai,
Thì cái vấn đề hư thai thì bên nhà chồng mới muốn chia tay đi. Tại vì nói là hư thai lần một thì sẽ hư thai lần hai. Cũng hơi cay nghiệt ha. Rồi. Thôi. Còn bên nhà trai thì sao? Dạ em cũng trước đây cũng là có một mối tình. Nhưng mà kiểu là bà nó cũng ở xa quá. Bà nó ở tận Thanh Hóa, em thì cũng ở trong đây. Nhưng bà kia thì trong nhà chỉ một người con gái thôi. Thì nhà kia nó xa quá nên không gả. Thằng bà kia là từ những từ chối và lại bỏ em luôn. Vậy thôi đó hả? Dạ. Coi như là em chưa có một mối tình nào mà kéo dài sâu đậm đến chuẩn bị kết hôn này kia đúng không? Dạ đúng rồi. Bây giờ em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Em nghĩ đơn giản thôi, anh Quyền Linh cũng là một người mà có biết trung thủy với mình này. Giờ là thứ hai nữa là phải yêu thương gia đình và lại là tình yêu luôn luôn cũng là phải dành cho nhau cả, hiền và chỉ biết nấu ăn. Cậu bên đây rất là thật tình đó nha. Rất là chân chất luôn đó. Cô gái bên đây cũng rất là thật lòng nè. Mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Muốn có một người bạn trai trung thủy, chịu khó, biết cố gắng vươn lên. Người ta có cái gì dù mình bây giờ chưa có nhưng mà sau này mình cố gắng dần dần. Em hy vọng là vậy. Anh nghĩ anh bên kia được đó. Đúng rồi. Bây giờ mình thích người đàn ông cao to hay là nhỏ bé hay là đen hay là trắng. Mình nói đi cái Ngọc Lan qua Ngọc Lan nghía cho. Nói chung là cao hơn em là được, không có quá đen. Để lăn qua lăn ngó gần trắng anh xem. Hơi trắng chút. Hơi trắng chút. Ê. Đàn ông trắng đen không quan trọng đâu, quan trọng là cái tâm hồn của họ. Không có đen là được rồi em à. Bạn có cái điều gì không thích ở đàn ông không? Em không có thích đàn ông lăng nhăng, rồi nhầu nhạt. Với đừng có bài bạc, đừng có vũ phu. Chàng trai là chàng trai có vũ phu không? Dạ không ạ. Nói chung em cũng hiên mà. Bây giờ lỡ bên kia mà có lầm lỗi cái gì đó thì có quýnh người ta không? Không, chỉ có em sử dụng bằng lời nói thôi chứ không bao giờ dùng bằng tay chân để giải quyết việc gia đình rồi. Vậy thì mình hỏi người thân đi. Anh đi với ai? Dạ không, đường em đường xa quá với em một mình thôi chị. À vậy là có ông Mai lo. Em gái đi với ai? Em đi với bạn. Rồi mời bạn có ý kiến nào. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Lan Anh và chào quý vị khán giả đây ạ. Xin chào anh bạn trai. Em thấy là anh rất là chất phát. Em nói thật nếu mà em bổ sung cho cái ưu điểm của bạn em. Bạn ấy rất là có tâm. Dù đi làm công nhân thôi nhưng mà cái mùa dịch ấy, bạn ấy cũng đi theo những cái người mà hỗ trợ cho những cái vùng dịch. Em bạn ấy rất là có tâm, rất là thương bạn bè, thương anh em, những người mà khó khăn, thậm chí những người mà có điều kiện hơn bạn ấy. Mà ưu điểm của bạn ấy là bạn ấy rất là yếu lòng. Thế nhìn cơ thể của bạn ấy cũng rất là mềm yếu. Bạn ấy rất cần một người đàn ông hiểu chuyện. Nói chung là đàn ông nóng tính thì cũng có khá nhiều, nhưng mà cái đó cũng có thể thay đổi được. Nếu như bạn em mà chọn anh thì em thấy là hai người rất là phù hợp. Tại vì ở Nghệ An với lại ra Quảng Trị thì cũng không có xa, mà hai người lại cũng ở gần đây ấy. Em thấy như thế là phù hợp. Cảm ơn nhà gái. Hợp lý. Bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi em. Hôm nay em đến chương trình mà em chẳng có gì cột cái Sơn Huế. Em tặng anh Quyền Linh ăn cho vui. Mè Sơn Huế, dạ, đặc sản đây. Lần đầu tiên anh gặp em mà anh còn một cái hôm qua để kỷ niệm hai đứa mình gặp nhau để trên sóng truyền hình. Lúc nào em đổi lên và đổi lên, không đổi lên. Dễ thương ạ. Và để em nhìn thấy cái hình khoa này được toàn vô. Trời, cái nón xinh quá. Trời ơi, chu đáo dễ sợ chưa. Anh cũng có món quà tặng anh. Anh làm công nhân nên anh cho anh một quà ớt nhưng mà anh có thích. Thôi. Trời, có cái áo nữa. Rất đẹp á. Dạ, lần đầu tiên em gặp anh, em thấy sao, có giống như là em nguyện không? Còn những anh thì thật sự ra anh thấy em rất là dễ thương và rất là xinh đẹp ạ. Trước đây anh cũng yêu toàn là những người mà sinh năm 85, mà hầu như là toàn là sau này họ không đồng ý cả.
Không ngờ là lại chương trình Anh Quyền Linh là chị Ngọc Lan ghép đôi giữa anh và em, lại là giống như cuối đời đã gặp em một nửa. Bây giờ đến đây chắc lẽ là đường tình của chúng ta đã gặp nhau rồi đấy em. Em gái thấy sao em? Dạ em thấy cũng được ạ. Thấy cũng hiền lành. Thấy tin tưởng không? Nói chung là cũng có chứ mà không nhiều. Thì đúng rồi, chưa nhiều là đúng, là tại vì ở trên đây các bạn không có nhiều thời gian để mà tìm hiểu sâu hơn. Nhưng mà cái cảm quan ban đầu chúng ta nhìn về nhau, cảm nhận về nhau là cũng có thể là đủ để cho chúng ta biết là có nên cho nhau cơ hội hay không. Bây giờ hai anh chị bước lên đây. Đó, hai anh chị nói nắm nhỏ tay quá nhau nào. Nên là giờ hai anh chị đó. Đó. Em sẽ nở lên, đừng cho có cái hai bàn tay này cứ ấm áp lúc nào được hạnh phúc đi. Lời nói đôi khi nó không bằng hành động, nhưng có thể anh sẽ cố gắng học hỏi những điều gì mình sẽ nói ra để cố gắng giữ hạnh phúc được ấm cúng hơn. Anh sẽ cố gắng làm hết sức mà những gì mà em đã đặt ra. Thế rồi, em cảm ơn. Để với chương trình em xin phép mà gửi đến bạn gái và lại đừng quay mình, em hát một bài là Hôm Nay Hai Đứa Mình Yêu Nhau. Rồi hát lớn lên. Sáng mai đây anh ra biệt mái trường, ra biệt con đường vàng lá mẹ bay, ngày ngày hai ta về qua lối đó, có em nói cười để anh thấy lòng thương, sợ tình đơn phương như là mây khói khi đã xa rồi. Mỗi đứa một nơi, tình đâu em trao bao câu hẹn ước, chân bước xa rời mà lòng thấy nhớ thương. Này người thương ơi, mai xa rồi xin em nhớ, chớ quên kỷ niệm, chớ quên ân tình. Đêm nay hai đứa mình yêu nhau. Rồi. Trời ơi, nó trời ngọt ơi. Dưới lùi. Tôi mà nghe được cái bài này tôi bấm liền luôn á. Yêu luôn á. Hai anh chị sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm hả? Trời ơi, sao vậy em gái? Em còn lo sợ điều gì? Tại vì em tổn thương nhiều rồi nên là em thấy anh không có thể mà hiểu và thông cảm cho em nhiều hơn. Hiểu và thông cảm nhiều hơn hả? Về điều gì? Thông cảm cho em về điều gì? Em còn nói chung là nhiều chuyện trong cuộc sống. Em là con người nói chung là không may mắn trong cuộc sống và trong hôn nhân cũng vậy, trong gia đình cũng vậy. Em không có được như bao nhiêu người khác. Anh sẽ hiểu em đó. Anh thấy ở đây á, bạn này rất là phù hợp với em. Đó là con tim của mỗi con người lựa chọn trong tình hạnh phúc của mình mà. Và cho dù mình thích mà người ta không thích thì chuyện bình thường thôi, phải không em? Thì coi như là chúng ta là thành bạn bè thôi, phải không? Đúng mình rồi. Mình xin số điện thoại sau mình đến mình chia sẻ với cô ấy trong những lúc buồn ha. Anh nghĩ rằng mình đi từ từ. Điều gì nó đến nó sẽ đến đó. Nha. Em sẽ làm được điều đó đó nha. Anh nghĩ rằng trong cuộc sống có rất nhiều người phụ nữ giống như em, họ đã từng bị tổn thương, tự mở cho mình một tương lai tươi sáng hơn nữa. Lẽ ra là bạn phải sống tốt mạnh mẽ hơn nữa. Mạnh mẽ hơn và cuộc sống bạn nó phải đẹp hơn để cho những người đã từng làm tổn thương bạn họ phải hối hận vì đã đánh mất bạn. Chính xác là như vậy. Đừng để họ hả hê với nỗi đau của mình mà phải để cho họ đau khổ với nỗi đau của mình. Về xin số điện thoại. Cố gắng chinh phục quý nha. Rồi. Đây là những món quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi tặng bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một lò nướng TLMC35Z, nướng tự động công suất 1500W, xuyên nướng xoay 360 độ, điều chỉnh nhiệt độ độc lập, kính cường lực cách nhiệt 2 lớp. Lò nướng TLMC35Z thiết kế kim cương, món nướng luôn ngon. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau, nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Sweet Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Giữ lấy cái áo về mặt để nhớ. Rồi đến gò dấp hả? Cứ mỗi lần tới gò dấp là mặc áo đó. Quận 12, mặc cái áo này nha. Đúng. Rồi, chúc hai bạn sẽ tìm được nửa mảnh ghép của mình. Dạ, em cảm ơn. Rồi, mời bạn đi đường này. Chúc cho những ai đang đi tìm một nửa yêu thương của mình sẽ tìm ngay được tức khắc. Và chúc cho ai đang đi tìm, chuẩn bị đi tìm thì cũng được thành công nha. Với người phụ nữ thì em thiên về theo kiểu truyền thống hơn. Truyền thống hơn. Vâng, là một người phải có đạo đức. Thì ai cũng có đạo đức. Đạo đức là sao anh? Là sao? Này, theo đọc cũng như mình biết thì đạo đức là nguồn gốc của hạnh phúc, cũng như là để giữ ấm được cái tình cảm gia đình. Mà bạn gái bây giờ em giới thiệu đi, tình trường của em thì sao? Khoảng 3-4 năm thì em cũng không có quen ai, tại vì em cũng mong muốn là tìm người phù hợp với mình, vừa đi học vừa đi làm á, thành ra là em cũng không có thời gian để mà tìm hiểu nhiều. Rồi bây giờ thì mình mong muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Chững chạc, chín chắn và không gia trưởng, không có tính lăng nhăng, tại vì em không có thích người lăng nhăng. Về ngoại hình em có yêu cầu gì ở bạn trai không? Cao 1m75, sáng sủa, sáng sủa, tối sủa, khuya sủa cũng được. Đẹp trai cỡ Trần Bảo Sơn là được rồi em. Thầy cao hơn Trần Bảo Sơn nha. Không có tiêu chuẩn gì đâu, để chị qua chị coi mà. Em không thích người ích kỷ với lại lười biếng thì em cũng không thích. Làm trong quân đội sao lười biếng được? Anh nói đi về anh tự nấu ăn đồ này kia, làm việc nhà luôn đó. Mình nấu ăn không ngon anh nấu mình ăn luôn là được rồi. Dạ được rồi chị. Mời bạn nữ giới thiệu trước đi ạ. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và bạn nam. Em tên là Đặng Thị Thu Thảo, hiện tại em 25 tuổi và em đang là kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn Diên Sơn Việt Nam. Rồi, em quê ở đâu? Dạ em quê ở Nam Định, nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Mình ở quận mấy? Dạ em ở quận Gò Vấp. Rồi, mời bạn trai. Lời đầu tiên này, cho em xin gửi lời chào đến toàn thể các quý vị khán giả cũng như là anh Quyền Linh và chị Cát Tường và những ai đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tên em là Trần Văn Tiến, sinh ra và lớn lên ở Bắc Giang, hiện nay đang sống và làm việc công tác tại Củ Chi. Và tuổi ấy thì em sinh năm 91. Nhưng mà nói chung là đấy là ngày tính tuổi đi học, nên tính tuổi mà để lấy vợ là tính tuổi 90. Công việc của em là gì? Thì em hiện nay đang giữ chức vụ là chính trị viên phó đại đội, làm công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Tức là phòng công tác chính trị. Bộ phận này quan trọng lắm nha em. À má em ở Củ Chi hả em? Vâng. Vậy là gần Gò Vấp rồi. Rồi cũng nhanh. Mời bạn gái giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ điểm mạnh của em thì em nghĩ rằng em là người hòa đồng, vui vẻ và suy nghĩ đơn giản. Em biết nấu ăn nhưng mà nấu ăn không có được ngon lắm. Rồi mời bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em chắc là vẫn còn thiếu rất nhiều, nhưng điểm yếu thì chắc em có thừa. Điểm mạnh này cơ bản là những người trong quân đội tính tự lập là rất cao, và cái bản lĩnh sống thì cơ bản là giản dị, và đặc biệt là cũng biết nấu ăn, làm được nhà. Nhà là con trưởng, em gái thì hiện nay đã đi lấy chồng rồi. Còn mỗi em thì cơ bản là về nhà mình vẫn thường xuyên là nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa. Hiện giờ em đang ở với ai? Thưa chị là hiện nay em đang ở trong đơn vị. À, ở trong đơn vị. Vâng. Bao lâu em mới về Bắc Giang một lần? Là em vừa về Bắc Giang cách đây ngày hôm qua. Em gái có biết Bắc Giang không? À, dạ em chưa có dịp về Bắc Giang. Anh giới thiệu sơ Bắc Giang từ đâu tới đâu, ở đâu cho em gái em kia biết luôn đi. Nếu mà có dịp thì em sẽ đưa về đấy để cho biết luôn chứ không phải cần giới thiệu. Ở Bắc Giang có cái địa điểm gì đẹp không anh? Có con người đẹp, tâm hồn đẹp, tính cách đẹp. À, bây giờ mình nói một chút xíu về tình trường đi. Lúc mà đang là học viên, đang đi học. À, đó lâu rồi đúng không? Vâng. Mối tình nó sâu đậm không? Cũng được anh ạ. Cũng được hả? Nhưng lý do tại sao chia tay? Em vào đây thì sau khoảng độ một tháng thì cô ấy bảo chia tay. Nhưng mình phải chấp nhận thôi. Mình đã xác định là đi theo con đường bộ đội. Mình không thể lựa chọn được cả hai.
Nhưng bây giờ là mình, là công việc của em là mình là ở lập nghiệp trong này luôn đúng không em? Vâng. Em muốn bao lâu thì mình lấy vợ? Ở nhà thì bố mẹ cũng bảo là có là cưới liền. Có cưới liền. Có là cưới liền. Vâng. Cưới người như thế nào? Cao thì khoảng độ 1m6 đổ lên. Và em cao bao nhiêu? Dạ, em thấp lắm chưa, có 1m76 ạ. Ví dụ người phụ nữ thì em thiên về theo kiểu truyền thống hơn. Truyền thống hơn. Vâng. Là một người phải có đạo đức. Thì ai cũng có đạo đức. Đạo hết. Đức là sao anh? Là cơ sao? Bản này, theo đọc cũng như mình biết thì đạo đức là nguồn gốc của hạnh phúc, cũng như là để giữ ấm được cái tình cảm gia đình. Mời bạn gái bây giờ em giới thiệu đi, tình trường của em thì sao? Khoảng 3-4 năm thì em cũng không có quen ai, tại vì em cũng mong muốn là tìm người phù hợp với mình. Vừa đi học vừa đi làm á, thành ra là em cũng không có thời gian để mà tìm hiểu nhiều. Rồi bây giờ thì mình mong muốn tìm một cái người bạn trai như thế nào? Chững chạc, chín chắn và không gia trưởng, không có tính lăng nhăng. Tại vì em không có thích người lăng nhăng. Về ngoại hình, em có yêu cầu gì ở bạn trai không? Cao 1m75, sáng sủa. Sáng sủa, tối sủa, khuya sủa cũng được. Đẹp trai cỡ Trần Bảo Sơn là được rồi em. Mày cao hơn Trần Bảo Sơn nha. Còn có tiêu chuẩn gì đó không để chị qua chị coi mặt? Em không thích người ích kỷ với lại lười biếng thì em cũng không thích lắm. Làm trong quân đội sao lười biếng được? Anh nói đi về anh tự nấu ăn đồ này kia, làm việc nhà luôn đó. Mình nấu ăn không ngon, anh nấu mình ăn luôn là được rồi. Dạ, được rồi chị. Được. Bây giờ tiếp công nhân là mình ở Củ Chi luôn hả em? Ở trong quân đội luôn thì đúng vâng, không? Vâng, em xác định nếu mà thuận lợi thì em sẽ ở trong Nam luôn. Và mua đất, mua nhà. Đúng rồi. Mình có cái điểm gì không thích ở người bạn gái không? Yêu cầu của em đơn giản thôi, người bạn gái là người có đạo đức là được. Nãy giờ bên này người ta vẫn cứ đang băn khoăn cái đạo đức ấy, nó bị rộng quá. Nó chung quá, nó rộng quá. Em muốn, ý em muốn cô động lại là những cái điều gì em cần? Có lễ phép và hiếu thảo với bố mẹ. Rồi. Biết trên biết dưới, biết đối nội đối ngoại, kiểu cái thời gian công tác ở trong đơn vị, em là bên chỉ huy nên là thời gian nó sẽ rất nhiều trong đơn vị, có tuần em trực, có tuần em nghỉ. Do cái điều kiện phải hiểu, tại vì trong quá trình yêu một người bộ đội, người ta phải biết chấp nhận, hiểu được người đó. Vì đặc thù công việc mình không thể lựa chọn được. Ngược lại những lúc em rảnh rỗi thì em phải dành hết tâm sức cho gia đình, thì tất cho nhiên vợ là, con mình buổi tối thì yêu thương vợ con là được rồi. Vâng, thì buổi tối nếu có thời gian rảnh, mặc dù không được nói chuyện nhiều nhưng em sẽ hỏi thăm và động viên nói chuyện về thường ngày. Coi như là phải thông cảm. Vâng. Và sẽ chia. Và nhà bên gái thì cũng chỉ yêu cầu miễn là trong lòng em, trong tim em chỉ có một mình cô không thích lăng nhăng, không được nghĩ ngợi lung tung, ý là như vậy đó. Chị được không? Tâm bộ đội thì thường là cực kỳ trung thủy. Chắc không? Vâng, từ xưa đến nay. Từ xưa đến nay luôn hả? Vâng. Em có tính gia trưởng không? Tính gia trưởng thì em không có. Trong gia đình em ấy, thì bây giờ còn mỗi em. Đôi khi bố mẹ bảo là không quan trọng là có ở cùng bố mẹ hay không, mà quan trọng bố mẹ bảo cuộc sống của hai đứa sau này nó có ổn định hay không. Nó có hạnh phúc hay không là được ha. Ngoại hình là ổn. Anh sẽ qua xem suy nghĩ chính gái chút xíu nào. Dạ, em chào anh gái. Em ơi, những cái lúc mà thí dụ như ngày Valentine nè, ngày 20 tháng 10, ngày 8 tháng 3, người yêu em, chồng em phải đi trực suốt gì đó, em thấy như sao? Buồn ạ. Thì cũng có một chút tủi thân á chị, nhưng mà sau đó thì cũng không sao đâu nữa. Nhưng mà anh nói có thể là có gì đó bù đắp thì cũng không sao. Đúng rồi. Miễn sao có bù đắp là được đúng không? Thôi suy nghĩ thế cũng thoáng. Dạ. Anh chỉ lo một điều đó thôi. Nãy giờ mình nói gì anh nghe hết rồi đó. Dạ. Để anh suy nghĩ bên kia coi sao ha. Dạ. Mình cũng cần thêm tham khảo thêm ý kiến của người thân. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi cùng đồng nghiệp của em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào các bạn ở đây. Em là đồng nghiệp của Thảo. Em thấy là tất cả các tiêu chí của anh bên này rất là phù hợp với Thảo. Thảo thì là một người hiền lành, nhút nhát nữa. Nên vậy hy vọng là nếu mà Thảo có làm sai điều gì thì anh đừng có quát nó. Nó hay khóc lắm. Thảo ơi, chị thấy anh bên này rất là phù hợp với em. Anh đó biết nấu ăn, biết dọn dẹp nhà cửa. Theo chị thấy là anh đó chững chạc đó. Nên vậy chị thấy ok. Thì ra là những người đàn ông biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa là những người đàn ông chững chạc. Chững chạc đúng đó, mấy người vậy chững chạc. Quét nhà, lau nhà, rồi giặt quần áo, lo cho con chững chạc lắm, anh cũng vậy luôn. Rồi, em đi với ai? Báo cáo anh là em đi với thủ trưởng cũng như các anh em trong cùng đơn vị. Rồi, chào đón các anh. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Xin chào tất cả các quý vị đại biểu trong trường quay, đặc biệt là
đại diện bên nhà gái. Tôi tên là Dương, đồng nghiệp cùng với bạn Tiến. Trước mắt thì tôi thấy hai bạn rất là xứng đôi. Thì xin nói với bạn Thảo về bạn Tiến thế này. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, đặc biệt bây giờ là chính trị viên phó đại đội, chuyên môn đi làm công tác tư tưởng, giáo dục, động viên cán bộ chiến sĩ trong đơn vị mình. Mà dưới của đồng chí Tiến là gần 100 cán bộ chiến sĩ cấp dưới. Bạn Tiến sống ở trong môi trường quân đội, cho nên là có khuôn khổ, có quy định rõ ràng. Cho nên là cũng muốn đi làm việc gì, ở đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn trong khuôn khổ đó. Và có rất nhiều cán bộ lãnh đạo chỉ huy, đặc biệt là cấp trên, có kèm cặp quản lý. Cho nên là riêng về cái tiêu chí mà bạn Thảo đưa ra thì cứ yên tâm. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp mặt nha. Quan trọng là rung động con tim thôi. Kéo màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Sao hoa rồi thêm quà là sao? Hoa là để cắm, còn quà là để ngắm ngày mai làm kỷ niệm. Và... Dạ, chào anh ạ. Không biết là cái cảm nhận đầu tiên của anh về em là như thế nào? Lần đầu tiên nhìn em ấy, là một người con gái đẹp. Nếu như mà em với anh hẹn hò thì anh có thể sắp xếp thời gian được hay không á? Thì thời gian thì cơ bản là cũng thoải mái, ví dụ một tuần thì không thể gặp được cả tuần, nhưng mà ví dụ một tuần cũng thể gặp được một hai lần. Anh thường lên chơi, nhưng mà chơi chủ yếu là đối diện với chỗ Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp, đường Quang Trung, ra đường Phan Văn Trị chơi ngoài đấy thôi. Tại vì nhà anh có các bác ở chỗ đấy, thì hay lên chơi, từ chỗ anh mà chạy lên chỗ em thì nó cũng gần. Nếu mà anh xác định hẹn hò thì khoảng bao nhiêu lâu thì anh nghĩ đến chuyện kết hôn? Tính đầu năm hoặc cuối năm. Nhưng mà tương lai thì anh cũng xác định là ở trong miền Nam hay là ở Bắc Giang? Tương lai thì xác định vợ ở đâu thì mình ở đó. Tại vì cơ bản là bố mẹ anh đây cũng rất thoải mái. Tại vì một nửa họ ngoại nhà anh ở trong Nam. Anh có muốn hỏi thêm gì về em không? Nãy giờ em hỏi anh không à? Anh hỏi em là trong quá trình yêu nhau mà gặp khó khăn thì em nghĩ đến cái điều gì? Nên im lặng hay là nói chuyện tiếp? Em không thích con trai im lặng. Tại vì em nghĩ là im lặng không có giải quyết được vấn đề gì hết. Em nghĩ là nếu mà muốn giải quyết một cái mâu thuẫn gì đó thì nên nói chuyện trực tiếp với nhau thì nó sẽ hay hơn. Ví dụ như anh không thích em điểm gì đó thì anh có thể là nói trực tiếp ra, thì lúc đó thì mình mới biết để mình sửa. Mình thì cũng thích đã một khi mà đã giận nhau thì nên nói chuyện với nhau, chứ không bao giờ mình đừng có im lặng. Im lặng tự rời xa nhau thôi, không giải quyết được vấn đề gì cả. Mình định xây nhà sinh con cái thế nào em trai? Thì xây nhà thì chắc là phải tổng lực để xây. Ở đất Củ Chi nó thấy em thấy bình thường, không đến nỗi nào lắm. Thì mình có thể mua đất xây nhà được, chứ ở đất thành phố Hồ Chí Minh giá nó cao, đôi khi mình làm chưa đủ lực. Thì Củ Chi cũng là thành phố Hồ Chí Minh vậy. Nhưng mà đấy gọi là bên ngoại ô. Quan trọng là giữ nhà như thế nào thôi anh. Có nhà là vui rồi. Quan trọng cái tình cảm sống với nhau, nó có tình cảm hay không. Tức là mình phải định hướng tương lai có nhà thế nào nè. Hợp lực thì với em nhau. Em cũng nghĩ như vậy. Cả hai người cùng có mục tiêu phấn đấu trong tương lai, chứ không phải là chỉ có một mình anh hoặc là chỉ một mình em. Từ đầu khi nói chuyện với em ấy, anh nói chung là em là người con gái cũng tuyệt vời. Anh chỉ biết nói vậy thôi, còn không biết nói gì hơn. Tất cả mọi lời nói cô gái sẽ thể hiện trong nút bấm. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Bây giờ ta nhắm mắt lại một lần nữa, chiêm nghiệm lại những gì đã trôi qua nãy giờ, xem người đó có thuộc về mình hay không. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tay luôn nào. Trái tim đã cùng chung nhịp đập. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bạn gái thấy thế nào? Em cảm giác là bạn cũng rất là chững chạc. Thôi, ta định hướng cho cả trăm người luôn mà. Nào, hôn vào má. Đấy, đơn giản thế. Nhanh lẹ. Em không thích bạn trai lăng nhăng, nói xạo mấy anh. Dạ. Dạ thôi, vậy thôi. Không? Lát nghĩ ra gì nói tiếp. Dạ. Rồi. Bạn trai thì sao? Tiêu chuẩn bạn gái của em là như thế nào? Dạ, tới em đúng không? Tới em đó. Tới em đó. Em thì... đơn giản lắm. Bây giờ em giới thiệu về mình đi. Xin chào mọi người.
Em tên Lê Thanh Bình, năm nay 40 tuổi. Hiện đang là nhân viên của ngân hàng SCB. Tham gia chương trình này mục đích là muốn thoát ế. Thoát ế? Dạ. Bình quê ở đâu Bình? Em người Sài Gòn chị. Rồi, mời bạn giới thiệu. Chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Ngọc Châu, hiện tại 36 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Mình làm công việc gì Châu? Dạ, em là nhân viên truyền thông sự kiện ạ. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì Châu nè? Em biết chăm sóc người khác, biết nấu ăn ngon và rất là yêu trẻ con ạ. Ngoài ra thì em nhìn mọi việc rất là nhẹ nhàng, cho nên là con người cũng rất là thoải mái. Rồi, dạ. Đó là ưu điểm, còn khuyết điểm? Em cũng hơi rụt rè, nhút nhát trước đám đông ạ. Bạn trai bên kia, dạ. Ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Ưu điểm của em là tự tin, nhà cửa và nói chung kinh tế thì là cũng ổn định rồi. Có thể nói là chín mùi để mà lập gia đình đó. Còn nói về sở trường hay là gì thì em thích ca hát và rất thích chơi game online. Trời ơi, 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ, không lo đi kiếm vợ mà không, chơi chị, game online. Em chơi game em được đi nước ngoài đó chị. Hả? Chơi game được đi nước ngoài đó. 40 thì... tuổi mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi bạn? Em trải qua chính thức là 3 mối tình. 2 mối tình đầu là không có thể nói là do em xui xẻo nên đến lúc phút cuối thì lại không thành. Nên mà lý do sao? Em bị tai nạn mà gãy chân 2 lần luôn. À trời ơi. Mà đó, lý do là tại vì em rất là mê thể thao, đúng không? Đá banh. Hồi đó là em ốm chứ không có như bây giờ. Em chơi thể thao đó hả? Không, hồi trước em ốm em đẹp lắm anh. Tại vì gãy chân rồi không đá được nên nó mập thế. Rồi sao? Rồi gãy chân rồi bạn gái bỏ hả? Không chị, thời điểm mà em bị gãy chân trùng lúc là bạn gái em lại có điều kiện đi xuất ngoại. Một người thì đi Úc, một người thì đi Mỹ. Đến lúc đó em không có thể đi cùng. Thậm chí là hai người là em bị gãy chân 2 lần luôn hả? Dạ đúng rồi, hai mối tình đó là đến khúc cuối là bị gãy chân hết. Thôi đừng quen nữa. Dữ vậy. Không anh. Lo quá vậy. Nhưng mà xui thôi, bây giờ hết xui rồi. Hết xui chưa? Nhưng mà nó nghe nè, như vậy là trước khi mà bị gãy chân á là mình đã có kế hoạch đi chung với nhau chưa? Dạ có chị. À có kế hoạch đi chung, rồi tới lúc mà chuẩn bị đi thì mình gãy chân nên mình ở lại chứ không phà. Đúng dạ không? Đúng rồi. Nói xui là đúng rồi đó. Nói chung giờ đừng hẹn đi đâu nữa nha. Thôi ở Việt hẹn Nam nhau, cho nó ở chắc. Việt Nam không đi đâu nữa hết. Không có điều kiện thì cứ đi. Đúng rồi hả? Dạ đi. Rồi thôi cô gái. Em thì sao? Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em cũng trải qua 2-3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên là kéo dài 5 năm ạ. Lúc đó thì tụi em cũng còn rất là trẻ. Mối tình vừa qua thì cách đây 2 năm bạn trai không có muốn lập gia đình, thành ra là em cũng chia tay ạ. Ủa sao quen không muốn lập gia đình? Dạ thì yêu là yêu thế thôi, em cũng không biết nữa. Lúc đó thì con tim nói là yêu, nhưng mà khi yêu lâu quá mình cũng lớn tuổi rồi cho nên không nói tới chuyện lấy gì hết. Dạ không. Thôi chia luôn. Dạ. Thôi bỏ đi em, bây giờ mình tìm cái mới em ha. Dạ. Bây giờ mình là giữ này, tuổi này là muốn lấy chồng lắm rồi đúng không? Dạ. Mình đặt rồi. Ra tiêu chí tìm người bạn trai như thế nào nè? Em muốn tìm bạn trai thì nhìn ngoại hình dễ nhìn một chút, cao trên dưới 1m7. Ngoại hình mình là dễ nhìn lắm, nhìn là thấy. Nhìn khỏe mạnh, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết cảm thông và chia sẻ với người khác ạ. Rất vui, bên này rất vui, rất dễ thương. Có điểm nào em không thích ở người bạn trai không? Dạ, em không thích bạn trai lăng nhăng, nói xạo. Lăng nhăng, nói dạ. Xạo. Dạ thôi, vậy thôi phải không? Lát nghĩ ra gì nói tiếp. Dạ. Rồi. Bạn trai thì sao? Tiêu chuẩn bạn gái của em là như thế nào? Dạ, tới em đúng không? Tới em đó. Tới em đó. Em thì đơn giản lắm, chỉ cần dễ nhìn là được rồi, tức là không cần đẹp lắm. Nhưng mà cái điều quan trọng em muốn là bạn gái mình phải biết nấu ăn. Nấu ăn ngon á. Nấu ăn chi nữa? Thì bên em vừa nói là nấu ăn ngon. Bữa nay nấu ăn ngon yên tâm. Dạ. Để đi làm mệt về nhà thì có một bữa cơm gia đình thì nó sẽ ấm cúng và nó có không khí gia đình. Nếu anh như em, anh kiếm người nào không biết nấu ăn á. Sao vậy? Nấu dở đang khỏi ăn. Tốn tiền, ra ngoài tốn tiền. Trời ơi, dễ nhìn ghê. Nhìn là thấy mà. Cao chưa đến 1m8 chị Cát Tường. Chưa tới 1m8. Chưa tới 1m7, 1m68 thôi. Giờ muốn lấy vợ dữ chưa? Muốn lắm rồi. Mình coi như công việc nhà cửa mọi thứ ổn định hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ được là tiến tới hôn nhân luôn đúng không? Đúng. Đám cưới giờ ở đâu? Ở nhà. Nhà ở đâu? Ở quận 5.
ở quận 5, ở một mình hay ở với ba mẹ? À, hiện giờ là đang ở với mẹ và gia đình của chị, có mặt bằng để cho thuê, có kinh tế thêm. À vậy hả? Mình kế hoạch mình đời. Kế hoạch mình là định sinh mấy đứa con? Cái đó trời cho, chị không biết được. Trời cho ha. Dạ. Sau này kinh tế thì ai giữ? Vợ quản lý. Vợ quản lý. Dạ. Em chỉ lo kiếm tiền thôi. Em dễ thương lắm thiệt, em có duyên lắm á. Bây giờ anh qua anh coi đàn gái thế nào. Dạ, nha. Dạ coi em. Ô chào em gái, dễ thương quá. Anh đến dễ thương thiệt. Dạ. Anh có duyên lắm, nãy giờ anh cười hoài à. Vấn đề chỗ nào? Bây giờ em lấy chồng, em làm dâu đó. Dạ. Em nghĩ sao? Dạ được ạ. Được đúng không? Dạ. Ảnh coi như ổn định hết rồi. Dạ. Có sẵn hết trơn rồi. Dạ. Nhà có cho thuê rồi. Có cho thuê rồi đó. Anh dễ thương. Nếu anh làm ngân hàng thì anh tiếp xúc rất nhiều cô gái xinh đẹp. Dạ. Ừ. Em có ghen không? Dạ em cũng có ghen chút ạ. Chút chút. Nhưng mà em sẽ cố gắng là tiết chế làm sao để đừng có tạo một cái sự xáo trộn của gia đình. Em có thích lãng mạn không? Dạ em rất là thích lãng mạn ạ. Thích lãng mạn. Dạ. Em trai ngân hàng có lãng mạn không? Có anh. Có. Em lãng mạn dữ lắm. Rồi em nấu ăn ngon cho anh ăn nha. Dạ. Phải chăm sóc anh kỹ chút xíu nha. Dạ. Em sẽ tìm hiểu xem là anh ấy thích ăn món gì. Ừ. Em không ngon thì em sẽ nấu làm sao. Đúng em rồi. Làm sao cho nó ngon. Đúng rồi. Dạ. Bánh bò, bánh tiêu, bánh ngọt vậy đó. Cứ làm cho anh ăn nha. Bây giờ chị hỏi nè, hôm nay là mình đi, em đi với ai? Có đi người thân không? Dạ, em có đi với mẹ, với em dâu và các anh chị ở cơ quan ạ. Trời, đông dữ. Dạ. Chị em sẽ... Chị em hả? Dạ. Đâu chị em đâu? Em chào anh Huyền Linh. Chào chị. Em chào chị Cát Tường. Chào chị. Chị thấy bên đây cái anh này rất là tới tuổi, rất là chững chạc và rất là vui vẻ. Nếu mà cảm thấy được thì em cơ hội để tìm hiểu tiến đến. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bình đi với ai Bình? Em đi với chị ruột và hai đồng nghiệp ở bên cơ quan. À, nghe chị ruột coi. Là chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào chị. À, thấy em này cũng được và vui vẻ. À, mong là hai đứa có thể đến với nhau. Tại vì em nó cũng tới tuổi rồi. Còn nít lắm. Quá tuổi rồi. Đúng rồi, cũng hơi chưa chững chạc. Còn nít lắm. Sao anh nói anh vậy? À. Kéo màn cho anh ấy gặp mặt cô ấy. Nhanh nhanh đi, cặp này lẹ lẹ đi xuống còn tính việc nữa. Chào em. À có muốn... Dạ, cảm ơn. Tặng em đúng rồi. Dạ. Ờ... thấy có thất vọng ngoại hình không? Dạ, mai mốt về thì tập một chút xíu để cho bụng nhỏ lại nha. Chắc chắn rồi, anh nghĩ là phải vậy, ai cũng nói vậy hết. Dạ. Tức là đừng có mập quá. Dạ. Mập bụng không tốt lắm. Anh thấy em thế nào ạ? Em rất là đẹp, rất xinh. Dạ, em cảm ơn anh. Qua cách nói chuyện thì anh thấy là em người rất là chu đáo, rất là chững chạc. Dạ. Rất là phù hợp. Dạ. Vậy nếu mà được á thì anh tính chừng nào kết hôn ạ? Nếu mà thuận lợi thì càng nhanh càng tốt. Tại vì cả anh và em đều là rất là chín mùi để lập gia đình. Dạ vâng ạ. Em cũng mong chúng ta cùng cho nhau cơ hội. Ủa chưa nói gì chưa cơ hội gì. Mình phải nói chút xíu đi. Bây giờ đầu tiên á, dạ, là em có thể hát tặng cô ấy một sợ bài nào đó. Chín quá. Dạ được anh. Em thì không ngại hát đâu. Em thì chín bên kia chưa chín đâu. À, em có thích nghe hát tiếng Anh không? Dạ có. Anh xin hát bài I Swear, có nghĩa là tôi xin thề. I swear by the moon and the stars in the sky, and I swear like a sailor that's by your side, for better or worse, till that to aspire, I'll love you with every beat of my heart, and I swear. Nhưng mà chị nói nghe nè, cho chị tò mò xíu, tại vì anh này anh hấp dẫn chị á, anh lôi cuốn chị quá, chị muốn coi anh bự vậy, anh tặng cái gì mà có hộp quà bự vậy? Được chị. Dạ. Được. Em mở ra em coi đi cho chị có ké nhé. Từ đây đây chị cầm bút, để cho anh mở luôn đi, cái ga lăng em xíu. Em mở này. À. Dạ dễ thương quá. Bình tặng hình của Bình đó hả? Có em đẹp hơn nhiều.
Dễ thương quá thế à. Dạ. Hình mình chụp nào dễ thương quá. Anh nghe rất là chu đáo. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi bây giờ chúng ta phải tính chuyện hẹn hò sao? Đúng rồi. Từng ta gặp nhau mấy lần? Quận Nam với quận Bình Thạnh cũng gần nhau á anh. Đúng rồi, đi độ 15 phút. Dạ. Vậy mình bấm nút anh ha. Trời, trời đất ơi. Từ từ đi. Giận con này dễ sợ vậy đó. Chưa kịp làm giá đang treo giá bán cho ngân hàng vậy trơn trời à. Dạ. Chị đây em yên tâm đi chứ em lo gì mà em vội vã vậy. Em là sắp chín nhưng bên đây là sắp rụng em hiểu không? Dạ. Em phải từ từ chứ. Làm vậy là bể kèo hết rồi, thiệt tình đó. Tính làm giá đi. Thôi thôi được rồi, thôi xong rồi mà. Quay ra đi, đặt tay lên nút bấm đi. Thiệt tình. Rồi. Bây giờ nè, trước khi bấm nút là em có muốn nói gì với cô gái không? Thật tình cảm lãng mạn nào. Đừng hát bài que que xiên que gì đó. Hát tiếng Việt thôi, để ta nghe rõ. Dạ giờ thì không hát nữa. Mà nói giờ cũng được. Chỉ nói thôi. Đúng. Thì em cảm thấy là hôm nay chương trình đã chọn cho em một người rất là phù hợp. Thì anh em hy vọng là cái mối quan hệ này sẽ tiến xa. Ít nhất là đoạn đường sẽ tới đó. Tới đâu? Tới chỗ hôn nhân, hôn nhân. Để mời hai bạn đặt tay vào nút bấm đi. Ở đâu? Giống như chơi game vậy đó. Tìm nút đi. Rồi, thấy không? Chúng ta đều đã có tuổi hết rồi nha. Phải quyết định thật kỹ. Và có trách nhiệm với nút bấm của mình. Không phải bấm để rồi vui nha các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Bấm quá trời. Em có bấm không? Trời em bấm quá trời luôn anh. Bấm quá trời luôn hả? Dạ. Kiểu như chơi game mà nó bị game over đó. Trời, nắm tay cô gái bạn của mình đi. Bắt đầu từ bây giờ nha. Các bạn chính thức đã hẹn hò với nhau và trở thành bạn trai bạn gái với nhau. Dạ. Yeah. Kỷ niệm này. Ném cái ấm ức đó vô lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói thôi, người ta im lặng. Để ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị thấy là may mắn lắm rồi đó thì. Dạ chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào chị nữ bên kia, thì em tên là Vinh, em 28 tuổi, thì quê ở Cà Mau, hiện tại ở Gò Vấp. Vinh làm gì Vinh? Dạ hiện tại là em làm bên công ty mỹ phẩm. Vinh là quê Cà Mau nhưng mà ở Gò Vấp. Dạ đúng rồi. Ở với ai Vinh? Dạ em ở với bạn. Bạn trai hay bạn gái nè? Dạ bạn trai. Ở với bạn trai. Dạ. Hai chúng tôi ở với nhau được chưa? Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ em chào MC Ngọc Lan và MC Quỳnh Linh và tất cả các vị khán giả đang có mặt ở trường quay ạ. Em cũng chào bạn nào ở bên kia ạ. Em tên là Vũ Thị Ngân ạ. Năm nay thì em vừa mới chớm tuổi đôi mươi ạ. Hiện tại thì em vẫn còn đang là sinh viên khoa báo chí và truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Trời ơi. Trời ơi, sinh viên mà tới đây sớm vậy. 2K mấy hả? Dạ 202 ạ. 202 hả? Nhưng mà nhìn em có vẻ rất là chững chạc luôn á. Thật ra thì em cũng ra đời từ sớm lắm ạ. Từ năm lớp 9 thì em đã bắt đầu ra đời và rời xa gia đình tự độc lập rồi. Cho nên là em nghĩ chắc là vì vấn đề đó nên là chị Ngọc Lan thấy em chững chạc hơn đúng không ạ? Em ra đời từ lớp 9. Dạ. Thế em sống với ai? Em dạ lớp 9 thì em dạ em đi làm hè á chị. Thời gian rảnh thì em sẽ rời xa gia đình và em đến những cái chỗ mà cần nhân viên đi làm ấy ạ. Thì em sẽ làm và kiếm tiền. Quá độc lập. Tôi nghe ra đời từ lớp 9 tôi qua liền luôn. Xinh quá trời luôn vậy đó. Ra đời sớm quá ha. Dạ. Mình là quê đâu? Dạ theo giấy tờ thì em là quê Nam Định. Nam mà Định. Thật ra thì em sinh ra và lớn lên ở Gia Lai và từ nhỏ đến giờ em chỉ ở Gia Lai thôi ạ. Anh có nghe thấy câu mà nhất gái Gia Lai nhì trai Đắk Lắk chưa ạ? 2K2 ra đời từ 9 tuổi á. Dạ. Lớp 9. Ở đâu mà 9 tuổi mà đi đâu sớm vậy? Đi học. Đi học trường đời. Tôi thấy bên nhà gái tôi thấy được lắm rồi đó. 2K2 mà nói như người lớn luôn vậy đó.
Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nào? Dạ, điểm mạnh của em là em làm việc chăm chỉ. Điểm yếu của em là lâu lâu em bị stress với lại nghiện mua sắm anh. Nghiện mua sắm mua gì? Đồ đạc trong nhà anh. Nghiện thích là mua thôi, không có suy nghĩ nhiều. Vậy nửa giờ thích thì mệt rồi nha. Dạ. Không có cản giờ được á. Kinh tế của mình nó có ổn định không mà mình thích cái gì là mình mua cái đó ngon lành vậy? Dạ, kinh tế em thì khá ổn chị. Khá ổn luôn. Bên đây đẹp trai, kinh tế khá ổn. Muốn mua gì mua, nghiện mua luôn, được chưa? Cái đó là nhược điểm luôn á hả? Ưu điểm. Cái đó em nghĩ là nhược điểm á. Tại vì đàn ông mà xài tiền nhiều quá thì sẽ... Thế sao? Ảnh hưởng tới kinh tế gia đình. Đâu có, đàn ông xài tiền nhiều tốt chứ. Mình có xài nó mới vô chứ, mình có ra nó mới vô chứ. Nhưng mà xài mình có mục đích chứ không phải mình đụng đâu mình xài đó. Dạ. Mình nghe ưu điểm khuyết điểm của người con gái tự lập từ năm lớp 9 nè. Em nghĩ thì ưu điểm của em đầu tiên đó là khả năng nói. Ước mơ của em cũng là trở thành một biên tập viên truyền hình để dẫn chương trình thời sự. Em không biết là mọi người muốn nghe em dẫn thử một đoạn không? Muốn em. Dạ, em nói một câu thôi nha. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của buổi tối ngày hôm nay. Dạ vậy thôi ạ. Trời ơi, em run quá nên là em đọc không được tốt lắm. Mọi người bỏ qua cho em nha. Nghe giọng thấy hay, hấp dẫn. Lan qua bên đây ngồi để bé qua đó ngồi đi. Mình đổi vị trí. Ừ, chắc phải vậy đó. Mời em qua đây ngồi. Qua đó ngồi mai làm mai cho chị Lan. Làm mai cho chị Lan chứ chị Lan ấy lắm. Em mới 20 tuổi rồi em lo gì. Ừ. Trời ơi. Ừ, đó mới ấy đó. Trời ơi, giọng hay đó nha. Giọng này dễ nhớ lắm á. Được đó. Đúng rồi. Bạn này là có quá nhiều ưu điểm luôn. Quá nhiều ưu điểm luôn á. Mình có khuyết điểm không? Con người thì không ai hoàn hảo rồi. Nên là chắc chắn cũng phải có khuyết điểm. Em nghĩ khuyết điểm lớn nhất của em đó là hơi nóng tính một xíu. Nóng tính. Đấy là em, mọi người thì em rất là dễ gần hòa đồng. Mọi người nói chuyện với em thì luôn luôn nói là em là một người rất là nhiều năng lượng. Nói chung là em làm sai hay em làm đúng thì mọi người chê chắc em hay cái gì thì em cũng cười, không phải là kiểu cười cợt nhả mà là em sẽ dùng nụ cười đó để làm hòa dịu với bạn. Ai như bà Lan mà tới bà mết nên bà quạo năng lượng mới xuống liền. Mình có sai thì mình cười tích cực cho người ta vui, còn bà sai bà tá quả mình mặt quạo. Sao? Nhờ chị dẫn chương trình chung có vui vẻ không? Hết vui. Hết vui, nghỉ luôn, khỏi luôn. Thấy Nam Định vô thấy bên đây hết vui. Giỡn đó mọi người ơi, cái đó giỡn đó chứ không có hung dữ gì đâu. Sao, mình có nóng tính không? Dạ, cho em hỏi xíu là nếu mà bạn nữ nóng tính á thì bạn nữ sẽ tìm cái biện pháp nào để giải quyết? Quýnh này đương đưa mặt. Đúng rồi, nóng quýnh thôi, chứ nói năng gì. Rồi sao, được không? Em cũng có nóng tính nhưng mà khi em nóng lên em không nói. Em sẽ im lặng và em uống cà phê với bạn bè rồi em đi về nhà thôi chứ. À vậy hả? Không, bên đây nóng quýnh à. Chịu được không? Chịu cũng được thôi à. Em nghĩ chịu đòn được anh. Được. Dạ. Để khỏe. Nói thôi chứ ai đâu vậy đúng không? Tôi gầy á mà không được thôi. Bên đây người ta kiên nhẫn lắm. Đó, người ta hỏi em kìa, giờ nóng tính quá đi làm sao. Dạ. Nhưng mà em cũng không thích người đàn ông nếu mà giận nhau thì im lặng. Bởi vì em muốn là nếu mà hai người mà giận nhau thì cùng nói chuyện để hòa giải cái câu chuyện đó. Chứ em không muốn là cả hai im lặng. Thì nếu là em thì em sẽ cảm thấy là em sẽ dồn nén cái ấm ức đó vô, lâu dần sẽ trở thành một cái gì đó không thể nào mà xóa giải đi được nữa. Em ơi, hai đứa thì một đứa nói thôi. Em có khả năng ăn nói rồi, người ta không có khả năng ăn nói rồi, thôi người ta im lặng. Dạ, ý là hai người giải thích cho nhau hiểu ấy ạ. Ví dụ như là có xảy ra vấn đề gì đó. Nhiều khi đàn ông á, họ nóng quá họ im lặng là đúng á. Họ hết nóng thì họ sẽ họ nói. Nóng nhiều hơn nữa. Đừng có bắt người ta phải nói, nhiều khi ta bực quá ta nói, nhiều khi quạo lên. Em tìm được cái người mình nhịn trong lúc em nói là chị thấy là cũng may mắn lắm rồi đó, thiệt á. Đây mấy mối tình rồi anh trai? Dạ em có hai mối tình chính thức anh. Chính thức hả? Râu ria là nhiều lắm hả? Giống như gặp gỡ nhau, gặp uống nước cà phê thôi chứ. Vậy đâu phải mối tình đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Hai mối tình đó lâu không? Một mối tình 5 năm và một mối tình 1 năm. 5 năm sau chia tay? Mối tình đầu tiên của em lúc 5 năm là thường là hai đứa giận nhau xong rồi hòa hợp lại. Như vậy nó kéo dài 5 năm. Cái khúc cuối mối tình đó là hai người giận nhau 1 tháng. Lúc đó thì em vẫn chưa quen ai. Nhưng mà người đó thì có qua lại với bạn bè. Vô tình thì nó nảy sinh tình cảm. Nhưng mà em không biết. Nên em tưởng nó hai người giận nhưng mà vẫn hàn gắn lại. Nhưng mà sau một thời gian đó em quay lại thì em phát hiện là có thể có người khác. Có người khác, đó là bạn của bạn. Đó là tại vì em dại. Dạ. Ai mượn em im lặng trong suốt cái khoảng thời gian giận nhau đó. Làm chi người ta con gái mà người ta còn ngời ngời kiểu đó là biểu làm sao. Mình đàn ông phải tranh thủ liền. Mình giận nhau rồi mình làm lành liền tại chỗ. Có cái gì thì nói liền. Dạ. Tương lai của người ta đâu có ngồi người ta đợi em im lặng được. Dạ em cũng thấy mình sai. Có tiếc không?
Tiếc thì chứ. Cũng tiếc chị, tại vì cũng quen nhau 5 năm mà cũng hiểu nhau khá nhiều. Đúng rồi. Dạ. Nên là mai mốt mình phải rút kinh nghiệm, không đừng nghĩ là giận nhau im lặng rồi cái im luôn. Rồi cái mình bắt người ta là cũng phải im lặng và chờ đợi, như vậy là không được. Với cô gái này em không có cơ hội im lặng đâu. Dạ. Mà nói chừng em chịu trả lời thôi đó. Dạ, em cũng thích những người nói nhiều chị. Tại nhiều khi em cũng có tâm sự nhưng mà em lại ít nói. Đừng thích nói nhiều, mệt lắm. Càm ràm suốt mệt lắm em ơi. Dạ dạ. Mà nó vui. Dạ. Nhiều khi phụ nữ mà càm ràm riết nó cũng không có vui nha. Nhưng mà vui. Mà thôi kệ, cũng phải vui, bởi vì càm ràm cũng là bản tính rồi. Không càm ràm nhớ. Đó, dễ gì có ai mà có được cái đức tính càm ràm như người phụ nữ. Đúng không mấy chị? Nói thôi chứ mấy người đàn ông nói trời ơi tôi không thích càm ràm. Không thích cũng không được. Nghe từ từ nó quen. Quen từ từ rồi nó sẽ thích. Nghe như hát vậy thôi. Đúng rồi. Riết một cái coi nghe càm ràm ngồi cười thôi. Cười trừ giống như đây nè. Chắc chưa có mối tình nào đúng không? Dạ có một mối ạ. Trời ơi. Ra đời cũng hơi sớm. Đúng rồi. Lớp 9 rồi ra đời. Ý đúng rồi. Mối tình nó kéo dài lâu không? Dạ giữa lớp 10 là biết yêu lần đầu tiên luôn ạ. Cũng là mối tình đầu luôn ạ. Yêu được nhiều không? Dạ. Lâu không? Dạ được hơn một năm ấy ạ. Ồ cũng lâu quá hả? Lâu đậm đó. Dạ. Vậy là có kinh nghiệm tình trường luôn đúng không? Dạ có một mối thôi nhưng mà em nghĩ là em sẽ đủ khả năng để khiến tiếp các bạn... mối thứ hai. Dạ đúng rồi. Dư khả năng tiếp mối thứ hai. Bây giờ mình muốn có người yêu lý tưởng thế nào nè? Dạ thật ra thì người yêu cũ của em thì kiểu là không được chung thủy lắm á, nên là em luôn luôn đặt cái vấn đề chung thủy lên hàng đầu. Mới lớp 10 thì chung thủy gì nói. Nhiều khi nó còn không biết cái đó là ngoại tình. Đúng nữa. Rồi, nó còn không biết đó là cái gì nữa. Bây giờ bé bên này lớn rồi, nó hiểu chung thủy là gì. Bé này còn chưa biết chung thủy là gì luôn. Trời. Trời ơi trời. Cái gì nữa? Biết quan tâm một xíu thôi. Quan tâm, đúng dạ. Rồi. Kiểu em thích là một người đàn ông ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ là được ạ. Bên đây là trai, gọn. Gọn. Body săn chắc. Ôm fit fit vô trong người không ạ? Dạ. Một mẫu hình lý tưởng, một ngôi sao điện ảnh nào không? Em nghĩ là Song Luân ạ. Song Luân. Này Song Hành á. Song Hành với em luôn á. Cũng được, đây coi ngon á, đẹp trai đó. Nãy giờ nói mẫu hình lý tưởng của mình chưa? Dạ em, thì đầu tiên của em là một phụ nữ đầu tiên phải trung tình nè. Thứ hai là phải có ngoại hình một chút. Ngoại hình hả? Xinh lắm. Em có nghe bài có ai trung tình được mãi không? Em cũng nghe, em nghe hay nghe lắm anh. Bình Minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Nó không phù hợp với chương trình trên này. Mình phải nhìn thấy cái điều đó. Thôi đi đừng nói tránh. Những cái điều tiêu cực cho bọn trẻ nó sợ. Không, mình thực sự cái bài hát đó nó an ủi cho những người bị người khác bỏ rơi anh. Giống như mình bị người khác bỏ rơi thì cái bài đó nó nghe nó cổ vũ mình. Mình phải sống tốt hơn mỗi ngày anh. Đúng rồi. Thành ra mình cứ nhìn những cái tiêu cực đó mình tránh thôi. Nhưng mình phải trung tình nha. Dạ. Đừng dạ. Nói có gì cái nói tôi không trung tình được mãi là không được nha. Tôi giống bài hát. Tôi chỉ giống bài hát thôi mà. Trung tình nè, xinh đẹp nè, rồi gì nữa. Siêng năng chút chị. Bên kia là thừa siêng năng luôn. Lớp 9 là đi ra ngoài, đi ra đời là kinh tế tự đúng lo rồi. Năng động, sáng tạo, nhanh nhẹn, năng lượng, tích cực. Dạ. Em nghĩ là như vậy là khá tốt rồi chị. Tốt. Vậy là được rồi đúng không? Dạ đúng rồi chị. Quá được. Dư, bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ, em đi với lại đồng nghiệp của em. Tập gym chung luôn ha. Dạ, em lời đầu tiên thì em xin chào tất cả mọi người trường quay. Em xin, con xin chào chú Nguyễn Linh. Chào chị Ngọc Lan. Em là đồng nghiệp của Vinh. Về nhận xét cá nhân của em về phía bạn nữ, bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Em thấy là bạn nói là bạn rất là thích nói, mà bạn của em thì lại là ít nói. Cho nên là bạn nhiều thì bạn cũng có thể là bù trừ ạ. Bù trừ, dạy cho bạn nói cũng được. Dạy nói luôn á hả? Dạ dạy nói luôn, tại nhiều khi bạn ít nói á, phải cậy miệng bạn nói luôn mới được. Thôi thôi, làm như nó mới thôi nôi vậy dạy nói. Vinh à, bạn ở bên này thì rất là hoàn hảo rồi. Bây giờ là chỉ có chờ kéo rèm qua rồi hốt bấm về. Chuông thôi, chứ giờ không còn nói gì nữa hết. Làm dạ. Như Lan và Điệp vậy bấm chuông. Rồi. Cảm ơn em. Được. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ, tại vì nhà em ở Gia Lai hết, có một mình em ở trên này. Rồi, có chị Lan. Bé này sao? Tự tin lắm, bé rất là xinh, rất là bản lĩnh. Nào. Mở rào. Bắt đầu đi. Wow. Wow. Chào em. Dạ, em cũng gửi anh cực. Cảm ơn em. Dạ. Anh thấy em rất là lanh lợi. Xinh đẹp nữa. Dạ. Nói chung em rất là good. Biết nói gì. Đẹp đôi ha. Rất là đẹp đôi luôn á.
Em có lời gì muốn nói với anh không? Dạ đúng gu em chị. Dạ đúng gu em chị. Em chỉ một câu thôi, gu em. Gu em. Gu rồi đó. Cái mà anh ít nói thì về em sẽ bù trừ lại được hết. Tất cả những thứ mà anh thiếu thì em sẽ bù trừ. Nhưng mà em mong là những thứ mà em còn thiếu thì anh cũng sẽ bù trừ lại cho em. Ok. Rồi bây giờ về ghế ngồi đi ha. Hẹn hò sao là mỗi tuần gặp bao nhiêu lần? À, em thấy tuần mình gặp nhau khoảng mấy lần. Em nghĩ là tùy tính chất công việc của anh. Tại vì em không yêu cầu nhiều quá. Nhưng mà cái giai đoạn đầu thì em nghĩ là mình cũng nên gặp nhau nhiều một chút để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn. Okay. Còn sau này nếu như mà mình tiến xa hơn một chút thì em nghĩ là tùy vào tính chất công việc thì mình có thể thông cảm cho nhau. Bởi vì tại vì em phải tự trang trải tài chính cho bản thân cho nên là em cũng đi làm khá là nhiều ấy. Nhưng mà nếu mà trong chuyện tình cảm thì em vẫn luôn có thể sắp xếp được thời gian để mình có thể dành thời gian cho nhau. Một tuần mình gặp nhau hai lần thì em nghĩ thế nào về cái thời gian đó? Dạ nếu mà công việc của anh bận rộn thì em nghĩ hai lần cũng được ạ. Còn nếu mà gặp được nhiều hơn thì sẽ tốt hơn. Anh nói là anh nghiện mua sắm không sao ạ. Tại vì em cũng thích mua sắm nhưng mà em có thể kiềm chế được cái sự mua sắm của bản thân cho nên em nghĩ là em sẽ dùng được cái kinh nghiệm mà kiềm chế cái sự mua sắm của bản thân để giúp anh kiềm chế lại cái điều đó. Thực sự lúc những one chat á, anh hay đi sắm tại vì nó sẽ quên đi những cái áp lực trong cuộc sống. Anh ngày mai anh sẽ sống tốt hơn và làm việc tốt hơn thôi. Đó là cái suy nghĩ của anh. Nếu vậy thì em nghĩ là chắc sau này anh không cần phải đi mua sắm nữa đâu. Tại vì em sẽ trở thành cái khiến cho cái stress đó của anh sẽ biến mất. Mỗi lần mà anh stress thì em nghĩ là em sẽ hát cho anh nghe đúng không? Anh có thích nghe hát không? Lúc trước anh có học điện thanh thời gian. Trời ơi. Thì thời gian gần đây thì anh không có hát nữa nên như anh hát không được hay. Anh Lệ Thanh chắc em nghĩ anh hát hay, anh có thể tặng em một bài hát được không ạ? Thực sự là anh nói hát trai không có hay lắm. Dạ không okay. Sao em thích thì anh có thể hát cho em một đoạn. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, về đâu lang tống sò bên dèm. Lòng ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm từ lại thôi. Vườn hoa vẫn chưa mở lối. Em xin hát. Rồi bé Ngân hát đi bé Ngân. Em thì muốn không khí sôi động hơn nên em sẽ hát một bài hát mà hiện tại thì em nghĩ là khá là hot. Bài hát của Trúc Nhân ạ. Có không giữ mất đừng tìm. Bất ngờ anh nói chia tay, dù lúc tôi đang yêu anh đắm say. Và thế rồi anh mất tăm hơi, mặc xác tôi nơi này lòng chơi vơi. Hết hôm nay anh nhắn cho tôi và nói anh đang mong thương nhớ tôi. Thế quái nào anh không để tôi yên, trái tim tôi nào phải công viên. Em quan niệm thế nào về tình yêu? Em nghĩ tình yêu đơn giản lắm ạ. Chỉ là hai người yêu thương quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Kiểu em chỉ cần là bạn trai biết quan tâm em một chút. Bởi vì em cũng đi làm. Em nghĩ là bạn nam đi làm bạn nam cũng cảm thấy mệt mỏi. Ví dụ sau một ngày làm về mệt mỏi thì em hỏi han quan tâm bạn nam. Thì em nghĩ là nếu mà bạn nam quan tâm hỏi han lại em thì cảm thấy là một ngày đó đã xua tan được khá là nhiều mệt mỏi rồi. Quan niệm về tình yêu của anh á, cái điều quan trọng nhất trong tình yêu á, hai người phải thủy chung với nhau. Thứ hai nữa là hai người phải san sẻ, phải yêu thương nhau và biết là nương tựa vào nhau. Thứ ba nữa là có chuyện gì đi nữa này tối mình vẫn về chung mái nhà. Như vậy nó có... Dạ cái đó đúng hợp ý em mà nãy giờ em không biết nói làm sao đó. Anh thấy em với lại anh có nhiều điểm bù trừ với lại có nhiều cái sở thích giống nhau á. Em có nghĩ là em sẽ cho anh cơ hội để chúng mình đến với nhau không? Thật ra thì ngay cái lúc mà anh chia sẻ những câu nói đầu tiên, cái chất giọng anh ấy nó ấm áp đó. Thì em cũng cảm thấy là khá là ấn tượng rồi. Cho nên là em nghĩ là nếu mà anh cũng cảm thấy là có một chút ấn tượng với em ban đầu thì mình cho nhau cơ hội cũng được ạ. Bạn trai tiến tới nắm tay bạn gái ha, nhìn sâu vào mắt nhau để cảm nhận xem đây có phải là người mà chúng ta có thể hợp với nhau, cùng nắm tay nhau để hỗ trợ nhau cùng tiến bộ hướng tới một tương lai tốt đẹp hay không. Em xin lỗi run quá. Bàn tay em rất là ấm áp. Anh có sao ạ? Tại em thấy tay anh hơi lạnh. Anh lạnh là tại vì máy lạnh nó lạnh quá em. Hai bạn nói với nhau đi, những cái gì trong lòng mình đang suy nghĩ và mình mong muốn cái điều gì một lần nữa rồi chúng ta đến với phần bấm nút nè. Thôi em nghĩ là bấm nút luôn đi ạ. Mình đến luôn nút bấm nút đi ạ. Vậy hai bạn đứng đó đi để chúng tôi bấm nút cho. Tôi sẽ hỏi và hai bạn trả lời nha, rồi chúng tôi bấm nút nha. Bây giờ bạn gái có đồng ý bấm nút không? Dạ em đồng ý ạ. Bạn trai có đồng ý bấm nút hay không?
Dạ có. Thế thì bấm. Mình nắm nó ngược cái tay quá, anh nắm lại. Dạ. Em đợi hoài đó. Em đợi. Hôm nay mình chính thức hẹn hò nha em. Dạ. Gia đình của bạn gái là đang xem chương trình, nói với bố mẹ xin phép bố mẹ là cho con được làm quen, được chăm sóc và sẽ bảo bọc cho em khi em ở Sài Gòn không có ai hết. Chào gia đình và hai bác, thì em hứa là sẽ quan tâm chăm sóc em và dành nhiều tình cảm cho em. Nếu có thời gian thì em sẽ ra ngoài Gia Lai thăm gia đình. Em xin cảm ơn hai bác. Em xin cảm ơn hai bác. Có lẽ Ngân rất xúc động lúc này đúng không? Ngân có nói gì? Dạ em chỉ nói một câu thôi ạ. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Bố mẹ ơi con có người yêu rồi. Hai bạn rất là đẹp đôi thật sự. Dạ. Một nụ hôn. Xin hôn lên nha em. Em có sợ không? Quà nào đi gặp thì anh cũng có món quà tặng. Dạ em cảm ơn. Thử cô ra luôn vậy hả? Cô luôn hả? Dạ. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Rồi cảm ơn em. Dạ cũng những sách mong anh sẽ đọc cảm nhận. Một người tặng hoa, một người tặng sách, hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Xin mời hai bạn trò chuyện. Anh nghĩ cái ăn lượng đầu tiên nó cũng quan trọng. Dạ, đầu tiên thì em kính chào anh Nguyễn Linh ạ. Chị Cát Tường, chào bạn nữ và tất cả quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Chí Quân, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Định. Từ Bình Định vào đây luôn? Dạ. Bình Định là ở chỗ nào? Dạ, em ở cuối Bình Định gần đắp danh với Quảng Ngãi anh. Tam Quan đúng không? Dạ, gần Tam Quan, Bồng Sơn. Bồng Sơn? Dạ. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại thì em đang kinh doanh bên lĩnh vực văn phòng phẩm chị. Bạn từ Bình Định vào đây lâu chưa? Em mới vào lúc sáng ạ. Mới vào luôn? Dạ. Xong rồi xong mình hẹn hò, nếu được thì không được thì cũng về Bình Định đúng không? Dạ, hai ngày nữa em về. Hai ngày nữa về, dạ. Hy vọng rằng trong hai ngày đó chúng ta có cơ hội để điều kiện để gặp gỡ người mà nếu chúng ta đồng ý bấm nút. Dạ. Rồi, bây giờ mình cứ nghe bạn nữ giới thiệu cái đã. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào quý vị khán giả và chào anh cùng tham gia. Em tên là Huỳnh Thị Hoàng Mai, năm nay 27 tuổi, quê em ở Bến Tre. Hiện tại em đang làm nhân viên quản lý đơn hàng về thời trang, làm ở quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Bạn trai ở Bình Định vậy xa quá, em có ngại không? Dạ, dự định của em là khoảng tháng 9 năm nay là em cũng vào Sài Gòn em ở chị. Nên lúc mà có đăng ký thì em cũng muốn bạn nữ của em cũng muốn làm ở gần đây. Có nghĩa là tương lai gần là mình sẽ chuyển vào trong Sài Gòn mình làm việc và sinh sống đúng không? Sao bạn rồi, ơi, tôi nói Bình Định với Sài Gòn không có xa đâu. Dạ. Nên bạn gái mình ở Bình Định nè, mình ở Tiền Giang cũng xa đó chứ bộ. Dạ. Cuối cùng về Sài Gòn sống đó. Dạ. Đừng lo ha. Bạn gái hãy giới thiệu một chút xíu cho mình đi em, điểm mạnh điểm yếu của em. Dạ, về điểm mạnh của em thì thích quan tâm chăm sóc mọi người. Đặc biệt là em rất là chu đáo. Thường là đi đâu làm việc gì thì em hay chuẩn bị hoặc là tổ chức một cái gì đó để cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Và rất là thích nấu ăn, thích thể thao và yêu thiên nhiên, đặc biệt là mưa và cây. Mời bạn Nam. Dạ, ưu điểm của em thì em thích là thích chơi thể thao. Em cũng một phần là thích nấu ăn mà cũng biết vài món thôi. Cũng thích bơi và cũng có lãng mạn. Hai bạn đều lãng mạn, đều rất thích ngắm mưa. Nếu trời nắng thì hai bạn sẽ không vui. Thì mình không ta lấy gì? Ngắm mưa cũng lãng mạn vậy. Tình trường đi bạn trai. Thì em đã qua hai mối tình rồi ạ. Một mối tình thì những năm đầu của sinh viên. Mối tình thứ hai là mối tình vào những năm là em cuối đại học với cái năm đầu tiên em đi làm. Thì mối tình đó thì mối tình đối với em là sâu sắc nhất. Mấy năm? Dạ 2 năm. Tại sao chia tay? Dạ cũng một phần lúc đó thì em cũng chưa được suy nghĩ kỹ cho lắm nên nhiều khi em thiếu quyết đoán trong đó. Thế là đứa con trẻ ha. Dạ. Hy vọng lần này mình sẽ quyết đoán nhiều hơn. Dạ. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, tính hiện tại thì em có 2 mối tình. Rồi. Mối tình thứ nhất là hồi học trò. Mối tình thứ hai là khi em mới ra trường. Kéo dài được bao lâu? Dạ được 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Một phần cũng vì công việc và cảm thấy không hợp nhau ạ. Bây giờ mình mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Dạ, chín chắn, tự chủ, nói ít, làm nhiều, biết nhìn xa. Đặc biệt là thích thể thao hoặc là yêu thiên nhiên như em thì càng tốt. Ngoại hình thì em thích một người cao ráo, có thể cao từ 1m7 trở lên. Phong cách thì đơn giản thôi. Một cái list cũng rất là dài, đầy đủ ha.
Bạn trai sau khi nghe xong cái tiêu chuẩn của bạn gái đưa ra thì bạn cảm nhận như thế nào? Mình thấy mình có đáp ứng được cái tiêu chí đó không? Thấy trong số các cái tiêu chí bạn nữ thì em cũng đáp ứng được rất là nhiều. Chỉ có chiều cao là em thiếu à. Dạ, không đến nổi đâu. Bạn cũng khá cao đấy. Rồi còn mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Đầu tiên về ngoại hình thì em thích bạn gái là cao khoảng 1m55 trở lên. Da trắng và tóc dài. Da đen tóc dài được không? Thì đó là mình thích hơn. Còn khi mà cái mình gặp cảm giác của mình. Rồi còn gì nữa? Còn về tính cách thì em thích bạn gái là mạnh mẽ và cá tính, cũng có xíu lãng mạn giống em. Và đặc biệt là em thích bạn gái là thích chó. Hả? Thích nuôi chó chị à. Bạn gái thích chó. Có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ, ở bạn gái thì em không thích là, thứ nhất là bạn gái nóng tính, thứ hai là còn quá ham chơi. Còn em có điều gì em không thích ở người bạn trai? Dạ, hói, hồ, bụng xệ, quá an phận. Hút thuốc thì cũng ít thôi. Và uống rượu thì có thể tự chủ được. Không hói, không hô, không bụng phệ thôi đúng không? Không hút thuốc luôn hả? Ít thôi chị à. Tại vì mới mốt có gia đình thì về nhà hút thuốc có hại cho em với lại con cái á. Mình muốn sanh mấy đứa con? Dạ, hai là đẹp rồi chị. Hai là đẹp. Rồi, để chị coi các tiêu chí của em như thế nào nha. Dạ, chị ạ. Mừng quá. Không hói, không hô, không bụng phệ. Em cao mét mấy? Dạ, em cao 1m68 chị. 1m68. Em có biết nguyên nhân tại sao mà mình tới giây phút này mình chưa tìm được bạn gái không? Cái môi trường làm việc của em thì rất là ít nữ. Cũng một phần vì em nuôi nhiều cún chó nha chị. Nên thời gian ngồi đi, thời gian đi làm về là em chơi với tụi nó là nhiều. Rồi bây giờ có bạn gái rồi. Đó là lúc mình chưa có bạn gái chị. Bây giờ thì mình mới dạy có bạn gái rồi thì mình dành thời gian cho bạn gái nhiều. Bỏ tụi nó cho ai? Thì mình cũng chia sẻ ra mình chăm sóc chị. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ em tiến tới hôn nhân được? Dạ, theo ý muốn của em là khoảng cuối năm sau ạ. Mình đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Dạ, về tự em thì em có thể chuẩn bị được phòng 3 đám cưới rồi ạ. Thời gian giờ tới cuối năm sau thì em cố gắng thêm ạ. À, mình có lập kế hoạch cho mình sẵn hết trơn rồi đúng không? Nhưng mà em có tính vào đây làm gì chưa? Dạ, hiện tại thì cái kế hoạch của em là em cũng muốn mở cái siêu thị mini nhỏ. Wow. Có vị trí mở siêu thị mini nhỏ chưa? Dạ, tức dạ có, tức là không, đất đấy là cũng thuê lại của người quen. À, tức là cục thuê rồi. Dạ. Ồ, vậy tốt rồi. Chúc mừng em cố gắng kinh doanh thành công nha. Dạ. Có điều yêu cầu gì ở nhà phía nhà gái nữa không? Có mẫu người lý tưởng gì không? Em thích cái sự dễ thương của Tâm Tiết đó chị. Tâm Tiết hả? Dạ. Tâm Tiết hay Tôm Tiết? Anh lên là anh chỉ thích là Tôm Tiết thôi. Anh thích là Tôm Tiết thôi. Tôm Tiết ăn ngon lắm. Thôi được rồi. Đó là mơ ước thôi, nhưng mà vấn đề là mình gặp nhau mình sẽ cảm nhận ha. Ồ, xin chào em. Bên kia cũng lãng mạn, bên đây cũng lãng mạn, nhưng mà lãng mạn nhiều quá đôi khi nó mơ mộng nhiều quá cũng không tốt. Dạ không sao đâu anh, tại vì em có lãng mạn nhưng mà em cũng rất là thực tế, có thể kìm lại được. Thí dụ như em thích bạn trai bên kia lãng mạn, rồi bạn lãng mạn quá, rồi một chút bay bổng với người khác thì sao? Sẽ nói chuyện lại với nhau à? Anh nghĩ rằng một người lãng mạn đỡ hai người lãng mạn rồi, nhiều khi quá nó hơi cũng hơi lãng lãng á. Em nghĩ có thể cân bằng được. Có đồng ý về bán siêu thị với ảnh không? Hơi hướng của em thì sau này cũng muốn làm kinh doanh, em có thể hỗ trợ được. Nhưng mà anh hỏi cái câu này nó cũng hơi ấy, nhưng mà phải hỏi thôi. Tại sao con gái cứ không thích là hói gì lị, bụng phệ này kia, hói này kia là sao? Hai điểm đó thì nó không nằm trong cái đẹp, nên là mình cũng hơi chia nó ra một xíu. Em nói vậy sai, anh thấy rằng rất nhiều người đẹp, rất nhiều người rất đẹp, rất đẹp. Lấy chồng là hói và bụng hơi phệ. Cái đó là có điểm khác bù trừ lại. Cũng chưa chắc có điểm khác bù trừ, có khi tình yêu thì sao? Không? Giống như anh Nguyễn Linh thì có cái duyên thì sẽ có người khác. Không, anh thì cũng hói đó, cũng bụng phệ đó. Thôi, nghe nhắc tới Nguyễn Linh đi về. Hôm nay mình có đi với ai đi theo ủng hộ mình không em? Dạ có, em đi với hai người bạn thân ạ. Dạ chào bạn. Dạ chào chị Cát Tường và anh Nguyễn Linh. Em tên là Trinh, là bạn thân với Mai. Mai là một người khá là tình cảm, sống rất là tình cảm và chân thành với tất cả mọi người. Về bạn trai ngày hôm nay, nói chung là hiền, dễ thương, cũng có định hướng về tương lai, có cái suy nghĩ cầu tiến. Thì đó là một ưu điểm mà em nghĩ là hợp với Mai. Dạ, là tốt rồi ha. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với người bạn thân của em thời cấp 3. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em là bạn của Quân, em có theo dõi nãy giờ, thấy bạn nữ, hai bạn có vẻ rất là hợp nhau. Bạn nữ lại rất là xinh, thì em nghĩ là hai bạn nên cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ là mình gặp nhau để giao lưu với nhau nha, tìm hiểu nhau nha. Kéo màn lên.
lãng mạn chưa? Dạ. Lần đầu tiên gặp thì anh cũng có món quà tặng. Dạ, em cảm ơn. Em thủ khui ra luôn vậy hả? Khui luôn hả? Gì vậy? Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Dạ, một quyển sách mong anh sẽ đọc và cảm nhận đó. Một người tặng hoa, một người tặng sách. Hai tâm hồn đồng điệu gặp nhau. Xin mời hai bạn trò chuyện. Anh nghĩ cái ấn tượng đầu tiên nó cũng quan trọng. Nên lúc mà mới gặp thì em nghĩ về thấy anh như thế nào? Em thấy có một ưu điểm là đeo kính giống em là em thích rồi. Nếu như sau này quen nhau và em muốn người chồng của em thì như thế nào? Anh ấy phải là người có trách nhiệm, có sự quan tâm đến gia đình nhiều. Phải biết nhìn xa để có thể là giúp gia đình của mình phát triển như thế nào. Mà hai người phải làm thật sự yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ. Lúc nãy lúc mà nghe em nói là một người rất là chu đáo và hay chuẩn bị kỹ những mọi thứ á, rất là thích. Vì anh cũng thích là đi chơi với người yêu hay đi phượt á. Nhưng mà mỗi lúc đi thì không biết chuẩn bị gì hết. Anh có thể vì một người nào đó thay đổi thói quen của mình vì người đó được không? Tất nhiên rồi, thì vậy chứ một phần cũng vậy quá đó. Mai mốt lấy nhau về thì hai bạn ai sẽ là người quản lý kinh tế? Em nghĩ cái đó tất nhiên là bạn nữ chị. Do em thì em về kinh tế thì em giữ thì không có được. Chuyện con cái mình tính như thế nào? Con thì em nghĩ càng đông càng vui, miễn sao mình có đủ khả năng lo cho con là được chị. Đúng rồi. Bây giờ cái buổi hẹn hò đầu tiên của hai bạn như thế nào? Hai bạn đều là những người lãng mạn. Em là có sự cân bằng giữa thực tế và lãng mạn, nên là không cần một gì quá cầu kỳ. Lãng mạn một cách đơn giản là tốt nhất. Bản thân anh thì cũng lãng mạn ở những, tức là muốn cái tình cảm nó nhiều hơn á, thì những lúc đó mình sẽ lãng mạn những cái lời thường đó, còn bình thường thì mình vẫn sống thực tế hơn. Bây giờ mỗi người sẽ nói một câu gì đó thật tình cảm. Suy nghĩ gì người đối phương thế nào, mình mong muốn điều gì. Thì khi gặp thì cái cảm giác đầu tiên thì em cũng có thích bạn, nên sau chương trình thì này thì em có thể muốn có thời gian là hai người tìm hiểu nhau kỹ hơn. Bạn gái? Em cũng rất là vui hôm nay được gặp anh, cũng có thích. Em mong là chúng ta sẽ dành cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn, và nếu có duyên thì sẽ tiến tới xa hơn. Đặt tay vào nút bấm đi. Cái duyên nó đã đến, vấn đề là cái nợ nó có hay không. Quyền quyết định là của các bạn. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sai. Đúng rồi, nắm tay nhau đây hai bạn. Đây là những chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Dạ, cảm ơn ạ. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đừng buông tay nha, có quà bao nhiêu cũng đừng buông tay. Gửi tặng hai bạn sản phẩm của nhà tài trợ Kumagol, hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Dạ, cảm ơn chị. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại tất cả các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ rồi, em cảm ơn chương trình ạ. Rồi, cố gắng nha hai bạn. Em là những người khác là anh bị lừa. Và sau mối tình thứ hai nữa thì quen nhau được khoảng 5-6 tháng rồi em cảm thấy không hợp là chia tay luôn. Không hợp, tại sao không hợp? Vâng, nói chung là tất cả quan điểm cứ nói cô ấy thì ở nước ngoài về ấy, nên là sống theo cái cách sống mà anh tức là mình biết là khi mà sang nước ngoài mà làm á, không bao giờ đi ra khỏi nhà, mà nếu mà với cái cách sống đó về Việt Nam thì không sống được. Tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Thờ, chị Hồng Vân. Chào em. Vâng, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Đăng Duy. Vâng, Nguyễn Đăng Duy. Vâng. Bao nhiêu hôm tuổi này em phải run. Em sinh năm 85. 85 là nhiêu tuổi Duy? Là ba, năm nay là 35 rồi, 34, 35. 34, 35 rồi. Em quê ở đâu? Em sinh ra ở Thanh Hóa. Vâng, hiện giờ em đang ở Bình Dương. Em làm gì Duy? Vâng, em ở tiệm sửa xe máy Honda. Tiệm của em hả? Dạ vâng. Chủ Duy. Tiệm sửa xe. Vâng. Duy sinh năm 85, sửa xe máy ở Bình Dương, quê ở Thanh Hóa. Rồi, còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân.
Em chào anh Quyền Linh, em chào anh ở bên đó và em chào tất cả quý vị khán giả có mặt tại trường quay ạ. Em tên là Mai Ánh Duyệt, em năm nay 26 tuổi, công việc hiện tại của em là giáo viên mầm non và hiện tại thì em đang công tác tại Bình Dương ạ. Bình Dương, dạ. Em quê ở đâu? Dạ, quê em ở Đắk Lắk. À, quê ở Đắk Lắk. Em là Mai gì? Mai, Mai Ánh Duyệt ạ. Duyệt hả? Tên em khó. Mai Ánh Duyệt, Duyệt hả? Dạ. Ô, lại tưởng là Mai Ánh Dương. Mai Duyệt. Em là Mai Ánh Duyệt. Duyệt. Dạ. Tên gái lạ ha. Tại Duyệt. Dạ, tại bên đây là Dương, bên kia là Duyệt. Duyệt Dương. Duy, Duy Duyệt. Duy. Duyệt Duy. À, Duyệt Duy chứ quên. Duyệt Duy. Duy. Khó hiểu thiệt. Duy Duyệt, Duyệt Duy. Nói nghe là sao em tên đàn ông dữ vậy? Dạ, thì hồi trước em cũng có thắc mắc ý, về cái tên của em thì em cũng có hỏi ba mẹ em, nhưng mà ba mẹ em kêu là do ông ngoại của em đặt cho em. Thì em cũng hỏi ông ngoại thì ông kêu là muốn đặt tên Duyệt để là cái gì làm ra cũng Duyệt trước rồi được Duyệt đến. Dạ, tức là được Duyệt rồi, dạ, được mới Duyệt. Rồi mới làm. Dạ đúng rồi. Đó, nhưng mà làm rồi rồi vẫn được Duyệt. Dạ, nhưng xong. Mà tới giờ thì chưa anh nào Duyệt đến em hết ạ. Chưa đến. Đôi khi thấy sai vẫn Duyệt. Rồi, em thấy điểm mạnh của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì nói chung là em cũng nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Và em thích, em biết hát, biết múa. Cũng đã từng làm MC nhưng mà làm trong trường mầm non hoặc là giao lưu với bộ đội á. Rồi biết làm đồ handmade như là làm hoa, làm tranh. Dạ, nói chung là mỗi thứ em làm biết một ít. Nữ công gia chánh rồi thì văn hóa văn nghệ là mỗi thứ biết một chút đúng dạ, không? Dạ vâng ạ. Em có cái điểm xấu gì không? Dạ có ạ. Nhược điểm của em thì nói hơi nhiều. Và nhiều lúc thì vẫn hơi vụng về một chút ạ. Vụng về và nói hơi nhiều đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi bạn bên kia. Em á, điểm mạnh điểm yếu Duy. Của Duy đó. Vâng. Em thì điểm mạnh của em thì là hòa đồng, vui vẻ, thật thà. Còn yếu điểm của em thì cũng là thật thà luôn. Vâng, tại vì thật quá nên là nhiều khi hay bị lừa. À. Vâng. Có tật xấu gì không Duy? Dạ, em thì bề bộn. Bề bộn. Vâng. Nói chung bề bộn đấy. Không, con trai bề bộn sao? Vâng. Nằm có gia đình hết bề bộn thôi. Vâng, đúng rồi, nhiều khi cũng muốn gọn gàng lắm nhưng mà nhiều công việc nó nhiều quá mình không thu xếp được. Không sao. Vậy. Anh nghĩ chuyện đó cũng đúng rồi, với lại là Linh biết không, cái tiệm sửa xe khó mà gọn đúng gàng rồi. Được. Dạ, bởi vì rồi. Người ta đến ta sửa liên tục mà, đâu có dọn đi chi đâu. Càng bề bộn lại càng có tiền. Đúng đó rồi. Vậy đó. Chứ gọn quá thì đâu có xe nào sửa đúng không? Vậy. Rồi, bên ga đàn gái cho tôi biết một chút đường tình duyên đi. Dạ thưa anh chị, thì em cũng trải qua hai mối tình rồi. Là mối tình thứ nhất của em cũng là mối tình đầu, là em quen ở Đắk Lắk, ở Buôn Mê Thuật á. Thì hồi đó em cũng là vừa học sinh đúng không? Sinh viên. Học sinh viên, dạ. Quen mấy năm? Dạ quen cũng gần được 3 năm á. 3 năm. Từ lúc quen cho đến rồi. Lúc yêu là gần được 3 năm. 3 năm mà lúc đó mấy, bao nhiêu tuổi? Dạ em lúc đó là 20. 20 tuổi, quen 3 năm là 23 tuổi là chia tay. Dạ, dạ. Rồi đến bao lâu thì gặp mối tình thứ hai? Dạ em lên đây, bắt đầu là em lên đây làm á, là em quen là mối tình thứ hai. Dạ. Là được mấy năm? Dạ cũng hơn năm á, gần 2 năm. Hơn năm rồi lại mới chia tay. Chia dạ. tay như vậy, chia tay được gần 2 năm ạ. Dạ. Ừ, nhưng mà lý do chia tay? Dạ mối tình đầu, lý do của em chia tay là bởi vì là anh quá ghen quá mức. Nghĩa là biết là yêu là ghen nhưng mà ví dụ như là nhiều lúc bạn bè em gọi là khác phái thì gọi điện hỏi thăm, gọi là một năm thì cũng gọi 1-2 lần hỏi thăm thôi thì cũng ghen. Anh không đồng ý, nói chung là dạ. ghen mình không chịu nổi dạ. là mình thôi. Nhưng còn mà mối tình thứ hai ghen mà đập đồ rồi chị thì đó dạ, thì dạ. nói chung là ghen đó là dạ, mình dạ. không có chịu nổi cái chuyện ghen kiểu như thế. Dạ. Còn mối tình thứ hai nguyên nhân em chia tay là nói chung là cái thời gian quen thì em cũng không biết là tự nhiên bị cắm sừng khi nào không hay à. Thì người bạn của người bạn gái ý là cũng có chơi thân với anh đó thì cũng giống kiểu cũng cảm thấy anh lăng nhăng quá rồi cũng bực mình rồi cũng thấy nhắn tin cho em thì lúc đầu thì em cũng không có tin đâu nhưng mà thời gian tìm hiểu thì em biết anh có người thứ ba. Nói tóm lại là anh đó không chung thủy dạ. cho nên mình quyết định chia tay dạ. mình không có cần nói nhiều về cái người thứ ba, không cần thọ thiết nữa nhưng mà không chung thủy là em chia tay đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Ghen mà ghen quá độ, ghen cuồng lên là em chia tay đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi đó, người ấy ơi. Bên dạ. đó làm sao người ấy ơi? Vâng, em nghe. Ấy người ấy có nghe thì, chưa? Dạ, ghen có. Cuồng là thôi nhá.
Vâng, em đấy. Thì em thì cũng trải qua hai mối tình. Một mối tình đầu tiên thì cũng quen trên Facebook ấy. Quen mấy năm? Thực ra cũng được gần năm nhưng mà không gặp được nhau. À. Tại vì em yêu cô đấy thì do là cô đấy có tâm sự với em là một cô ấy, thứ hai nữa là bị cái bệnh ung thư giai đoạn cuối đấy. Thì nói chung là mối tình đó làm cho em rớt nước mắt và cũng rất tiếc em không được gặp. Không gặp nhau luôn. Vâng. Thì khi mà em nghe vậy thì em nói là bảo nếu mà cần giúp đỡ thì bắn tài khoản em sẽ giúp đỡ, nếu mà ấy. Cô ấy không cần. Cô ấy bảo là nếu mà em là những người khác là anh bị lừa. Và sau mối tình thứ hai nữa thì quen nhau được khoảng 5-6 tháng rồi em cảm thấy không hợp, chia tay luôn. Không hợp? Tại sao không hợp? Vâng, nói chung là tất cả quan điểm cứ nói cô ấy thì ở nước ngoài về ấy, nên là sống theo cái cách sống mà tức là mình biết là khi mà sang nước ngoài mà làm ấy, không bao giờ đi ra khỏi nhà. Mà nếu mà với cái cách sống đó về Việt Nam thì không sống được, thì em cũng muốn khuyên đấy, nhưng mà cô ấy không chịu thay đổi. Vâng, nên là em bảo nếu mà như vậy thì không thể sống được với nhau. Mà em là con người là thích cầu tiến, nói chung là, nhưng mà với em hai mối tình nó cũng như nói chung là cũng không có gì sâu đậm hết. Nhưng mà em ơi, chào em. Dạ, em chào chị. Ừ, cái bên nhà gái nhà chị á, là riêng về cái tình yêu mà ghen cuồng là không đồng ý nha, là chia tay nha. Vâng. Cái thứ hai nữa là lăng nhăng là không có cửa ở cái nhà gái nhà chị. Dạ vâng, em vậy. Đây là không có lăng nhăng nha. Đàn trai người ta rất đàng hoàng, thấy không? Thì đó. Gặp nhau không gặp nhau mà quen Facebook mà ta vẫn yêu thương như thế, mặc dù cái người kia là bị một cái bệnh hiểm nghèo rồi. Rồi đó, thì nói chung là bây giờ mình cứ biết đâu được, mình cứ phải dè chừng trước, đúng không nào? Đàn trai đúng không? Ừ, thế còn bây giờ chị hỏi là cái mẫu người đàn ông mà người yêu của em là em muốn như thế nào? Mẫu người yêu của em thì cao hơn em, cao tầm 1m65 trở lên. Em mét nhiêu? Dư. Em 1m7. 1m7. 1m7 trở lên. Không gia trưởng. Không gia trưởng, có gia trưởng không? Nói chung là cái em thì theo quan điểm là cái gì đúng thôi, chứ còn không có áp đặt cho ai hết. Tại vì em muốn là tất cả mọi người sống đều phải có quyền tự do, quyền bình đẳng. Đấy, còn nếu mà cảm thấy mà có quan điểm nó khác thì mình hội ý và nói chuyện tâm sự với nhau để tìm cách thay đổi. Nói chung là không gia trưởng, đúng không? Vâng. Rồi, còn cái gì nữa? Không lăng nhăng và biết yêu thương, quan tâm. Thôi anh này cái đó đủ, tự thay mặt trả lời luôn là đủ cái đó luôn, không lăng nhăng và yêu thương, rất yêu thương. Yeah. Em không, tức là em nghĩ là cái đối tượng mà bên đây nè, sau khi mà em nghe bạn đó thì em thấy là có bao nhiêu phần trăm đúng với cái suy nghĩ của em? Chắc cũng em đoán thì 75-80. 80% đó bé. Cao rồi đó. 80% đó. Em hãy nói cho chị Hồng Vân biết là mong muốn của em tìm người yêu thế nào. Vâng, thì em thì hướng sống nội tâm và em muốn có một người phụ nữ biết quan tâm đến gia đình và bản thân em sẽ cùng người đấy để tạo nên một cái hạnh phúc, nên là em muốn một người phụ nữ là hướng về gia đình nhiều, nhân hậu và nói chung là cũng có ý chí trong cuộc sống. Em có nhân hậu không? Không nhân hậu sao làm cô gái mầm non được? Cô giáo mầm non ta nhân hậu lắm. Đúng tùy chị ạ. Đúng không? Kiên nhẫn nữa. Đó, rồi á, gọi là hướng nội chăm sóc gia đình á. Em có thích đi chơi không hay là chỉ thích ở nhà chăm sóc gia đình? Dạ, đi chơi thì cũng có chị ạ. Cũng có, cũng phải đi chơi đúng không? Mới 26 tuổi thôi mà đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà có tề gia nội trợ không? Dạ, có. Mình có quan tâm, mình có biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ cho gia đình, nhưng mà thì cũng phải có dành thời gian cho gia đình mình đi chơi nữa. Thế em có cái mẫu hình lý tưởng nào về ngoại hình đối với bạn gái không? Nhìn dễ thương một xíu, nhìn trông nhỏ nhắn một xíu. Dễ thương nhỏ nhắn. Vâng. Yên tâm luôn. Vâng. Yên tâm luôn đó. Vâng. Nói chung là em muốn một mẫu người phụ nữ cảm thấy mà mình ôm nó. Nó nhìn rất dễ thương, như kiểu là ôm búp bê đấy. À, ôm như búp bê đó hả? Hoặc là như ôm búp bê hoặc là thú nhồi bông á hả? Vâng. Ồ,
Vui quá vậy. Cũng lãng mạn. Cảm thấy nhỏ nhắn, thấy dễ thương. Nhỏ nhắn đúng không? Cái khuôn mặt thì giống ai nào? Thực ra thì Du hay là cảm thấy nó em thì không có một cái khuôn mẫu nhất định, quan trọng là dễ thương là được. Dễ thương là được đúng không? Nhìn mặt có phúc hậu rồi. Em ơi, dạ. em thử hình dung cái ông chủ ở cái tiệm sửa xe này, ông ra sao? Cao to. Cao to và nhìn có vẻ chững chạc. Nhỏ chạc thôi em ơi. Dạ. Thôi, ông mối tôi không còn gì để hỏi. Không gì để hỏi đúng không? À, chút xíu thôi, nói nghe nè. Cô giáo mầm non á là cái nghề này á là cái thu nhập không có cao đâu. À không, cái đấy em không quan trọng. Em thực ra em rất thích nghề giáo viên. Ngày xưa thì em ước nghề một là công an, hai là giáo viên. Cho đến bây giờ thì em chơi với bạn bè em là giáo viên nhiều. Em rất thích nghề giáo viên. Đúng rồi. Tại vì cái nghề chuyện... đấy nghề cao quý mà chị. Đúng rồi, em dạ. thích là một chuyện, nhưng đây chị đừng đặt vấn đề là cái nghề đó người ta kiếm tiền không có được nhiều. Không, thành em không quan trọng. Em có đủ khả năng để em cưu mang cái gia đình okay, của em hay không? Dạ. Tiệm sửa xe ok đúng không? Dạ. Xe hơi hay xe máy? Thì làm cái này thì nếu mà lấy nhau thì về hai vợ chồng phát triển lên dễ mà. Nghề xe máy thì phát triển gọi là đến tầm nào cũng được. Đến tầm nào cũng được. Mà lúc đó bây giờ cái tiệm của em là em đang thuê hay là ở nhà em? Bây giờ em đang thuê, còn đất em ở quê. Nếu mà bây giờ mà lấy nhau thì em về em xoay sở để vào đây lập nghiệp trong này. Nói chung là cảm thấy hai vợ chồng thấy chỗ nào mà nó phù hợp, đất lành chim đậu mà, thì mình ở là mình đậu đúng không? Đúng rồi. Rồi thôi, nhà gái tôi không còn gì để hỏi nữa. Bán đất về đây lập nghiệp đó. Có đất dưới quê rồi. Vâng, mời anh. Cảm ơn bà mối. Rồi bây giờ để tôi xem. Trời dạ, ơi, cô gái dễ thương. Rất là xinh luôn. Trời đấy. Thằng trai thấy thằng gái là chịu quá nha. Dạ. Dễ thương lắm. Tôi nhìn thằng trai bên đây. Linh, đố Linh biết cô gái này thích màu gì? Hả? Đố Linh biết cô gái này thích màu gì? Không biết. Màu gì? Màu gì? Màu xanh. Xanh nè, xanh nè, xanh luôn nè. Tôi không có biết màu gì đâu mà hỏi tôi màu. Trời ơi, màu xanh là màu người xanh. Ta tràn đầy hy vọng. À, màu xanh hy là vọng. Là một cô gái có tính cách rất là nhẹ nhàng. Rất là thủy chung. Bên đàn trai cũng thuộc dạng soái ca lắm nha. Nói chung là chủ một cái tiệm sửa xe mà cũng đẹp trai, cao ráo. Dạ. Nói chung là hôm nay hai bên mình môn đăng hộ đối đó. Môn đăng hộ đối, mặt rất là hiền. Hiền luôn. Mặt không có bậm trợn gì hết á, rất là hiền. Bên đàn gái cũng hiền. Nếu như được thì khoảng bao lâu em đồng ý cho đàn trai bước tới? Dạ, thì là qua năm ạ. Qua năm hả? Trời ơi, mừng quá. Qua năm nha. Dạ, được là càng sớm càng tốt. Ok. Em quê mình thanh lý cái miếng đất, mình vô đây mình kiếm miếng đất khác. Dạ, để mình xây nhà xây cửa luôn ha. Dạ. Thấy ổn á. Em không thích tật xấu gì nhất của người đàn ông? Là... ở dơ. Ở dơ hả? Ở dơ khi sửa xe thì phải dơ thôi. Nhưng mà xong sửa xe là không có dơ. Không, đó là nghề công việc thì em không nói. Nhưng mà cái bản năng, cái tính cách của con người từ trước tới giờ mà ở dơ á. Hôm nay tôi thấy rất nhiều cô gái lên bàn mối hò là không muốn đàn ông ở dơ. Không có ai muốn đàn ông ở dơ hết trơn. Thực ra gian này đàn ông ở dơ dữ lắm hay sao? Mang tiếng dữ vậy đó. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ là em đi với ai? Dạ, em đi với anh trai đầu, anh trai ruột luôn. Với lại anh trai ruột ha? Hai em. Em trai em gái. Mời anh trai. Đại diện gia đình anh trai ruột đâu? Chào bạn. Sao, đàn trai đại diện thấy đàn gái được không? Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào bên đàn gái và tất cả quý vị khán giả. Thì em là anh trai của Duy, em trai ruột của Duy á. Thì Duy ở nhà thì cũng tính cách cũng vui tính, cũng hòa đồng thân thiện. Nói chung là cũng biết quan tâm chia sẻ. Thì anh còn thấy ở bên đàn gái thì cũng vui tính đó. Cũng dễ thương, cũng xinh xắn. Chung là anh thấy hai người cũng tương đối hợp. Đấy. Anh nghĩ hai người bấm nút đi cho nhau cơ hội. Nói thẳng luôn, đúng rồi. Cứ đặt vấn đề thẳng luôn. Anh hai là quyết định là bấm nút đi đó. Rồi. Em đi với ai? Dạ em đi với anh trai, với em trai và chị hiệu trưởng và đồng nghiệp của em ạ. Cũng có anh trai luôn. Sao anh trai phát biểu rồi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào khán giả trong trường quay. Dạ em thấy bạn trai bên này chững chạc, hiền lành,
Em thấy rất hợp. Sau này gặp thì không biết hai bên sao. Dạ em cảm ơn. Có bấm nút không? Dạ có chứ. Em là em bấm nút á. Thấy bấm nút không? Cô hiệu trưởng, cô bạn gì? Dạ chị hiệu trưởng. Chị hiệu trưởng, cô thấy thế nào cô? Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân và chào tất cả khán giả trong trường quay. Thì em có một chút nhận xét. Thứ nhất là em thấy là bạn trai hôm nay rất là đẹp trai và hiền lành. Và em cũng xin giới thiệu luôn về bạn gái của trường em. Đó là về tính cách thì bạn ấy rất là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện. Và bạn ấy rất là nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm trong công việc. Trong cuộc sống thì bạn ấy rất là chu đáo với mọi người. Và có một nét tính cách nữa, đó là bạn ấy tương đối cá tính. Tương đối cá tính. Và nếu mà theo quan điểm của em ấy, thì nếu mà... nhưng mà ngoài cái sự cá tính đó thì bên trong bạn ấy cũng rất là dịu dàng, nữ tính, có nghĩa là chu đáo và đảm đang nữa. Cho nên là bề ngoài thì có thể anh này hơi hiền một tí so với bạn gái, nhưng mà nếu mà để mà xét về một mối quan hệ lâu dài ấy, thì em nghĩ là nên bấm nút ạ. Rồi, cảm ơn. Rồi bây giờ mở rào cho hai em gặp mặt nha. Mở rào. Không gian này của Duy đó. Bắt đầu đi Duy. Rồi em chào anh. Hôm nay đến chương trình nói chung là anh cũng rất chi là vui. Thấy em... Dạ rồi thấy... em cảm ơn anh. Em cũng có một món quà, đó là hoa tính tay em làm. Em gửi tặng anh ạ. Rồi anh cảm ơn. Rồi em cảm ơn anh. Có duyên ghé lên đưa hoa đi rồi nhận hoa về. Còn này nữa nè. Đó tôi lo lắm á. Vâng, hôm nay em lên chương trình thì cũng có tự tay làm cái món nem đặc sản ở Thanh Hóa. Thì em muốn trước tiên mời anh Quyền Linh thử. Nhưng mà cái này thì hơi nhạt thì phải có nước mắm mặn. Nước vâng, nhưng mà em quên hôm nay không mang cái đấy. Trời ơi. Vâng, cái này heo rừng ấy. Heo rừng hả? Vâng. Ngon quá. Rồi anh cảm ơn cả. Rồi đem bánh đi. Em mời chị Hồng Vân. Ôi ôi. Ngon. Em chị đi. Rồi. Tối về ăn cơm. Tôi có quyền lấy một miếng không? Có chứ. Dạ vâng. Đây quà của chị. Trời ơi. Cảm ơn em. Ngon lắm mọi người. Làm như heo để từ sáng giờ hơi chua chút. Cái này là cái sản phẩm đầu tay anh làm. Có thể tự cầm được rồi. Em cảm ơn anh. Tự tay em làm luôn á hả? Dạ vâng. Không ngon lấy gì? Nói chung là nhưng cái này anh về anh chấm mắm mặn với ngon được tại vì em Thanh làm Hóa nhạt. Có nem chấm với gì đó nem chấm cái nước sốt nó ngon lắm. Vâng đúng rồi, cái này anh về anh lấy mắm mặn với lại sốt tương ớt vậy này thuộc về anh luôn đúng vâng, không? Vâng đúng rồi. Rồi cảm ơn em. Trò chuyện đi em. Dạ hôm nay anh run quá. Lần đầu tiên lên chương trình này run. Thì lên có lần đầu tiên thôi chứ đâu có ai lên lần thứ hai đâu. Em thấy anh thế nào? Dạ thì mới đầu thì em gặp anh thì em thấy anh là một người có vẻ là hiền hơn em rồi đó. Thực ra cao, anh, to. Thực ra anh cũng không phải là hiền đâu. Anh hiền hay là mạnh mẽ tùy. Nói chung là cái bản tính của anh là tùy cơ ứng biến. Tùy đối tượng đúng không? Dạ. Tại vì xã hội bây giờ mà hiền quá cũng chết à. Anh thích mẫu người con gái như thế nào? Thì, nói chung là anh cũng muốn một người con gái thì bây giờ có xu hướng về gia đình. Bây giờ thực sự đến giờ phút này thì anh rất chi là muốn nghiêm túc. Còn là trước đây anh không có thời gian để nghĩ đến yêu. Tất nhiên là cũng có rất nhiều người con gái thích anh. Anh cũng thích nhiều người nhưng mà thực sự ra anh không có thời gian để quan tâm đến vấn đề đấy. Lỡ anh không có thời gian cho em thì sao? Không, cho đến hôm nay lên chương trình ngồi trước bao nhiêu người ở đây thì anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một trang mới nếu mà nếu em cho anh một cơ hội. Anh đã dự định gì cho tương lai, là ý là anh dự định cho mình là mình sẽ lập nghiệp ở ngoài Bắc hay là ở trong này chứ ạ? Thực ra thì quan điểm của anh thì đất lành chim rộng, người ta có thể đi ra nước ngoài để lập nghiệp cớ sao mà mình cứ phải núp ở quê để làm. Nên là quan điểm của anh là sau này
khi về với nhau rồi á, mình hai vợ chồng sẽ có một kế hoạch, cảm thấy ở đâu mình có thể sống được, phát triển được, chắc chắn là sẽ phát triển được thì mình ở thôi. Yeah. Đấy. Còn em thì nhìn về ngoài thì cá tính vậy thôi, nhưng mà sống thì cũng là sống bằng nội tâm. Nói chung là sống về tình cảm á, thì cũng dễ khóc lắm. Dạ, và... rồi thực ra thì anh rất thích những người người con gái yếu đuối, nhưng mà khi khi anh nóng lên thì người con gái đấy chỉ cần rớt nước mắt là anh sợ lắm. Dạ. Chân thật chứ sợ đi nói yếu điểm của mình ra làm gì, mai mốt bà khóc hoài. Không, lúc đó em lại sẽ có mà vâng, có cách khác. Dạ. Thì theo em thì đến với chương trình, em rất là thích chương trình này. Và đến với chương trình đây là cũng là một cái duyên rồi. Thì em gặp anh hay là anh gặp em hôm nay thì cũng là một cái duyên. Còn mình đến được với nhau hay không á thì cũng là một cái duyên nữa. Đúng rồi. Dạ. Nên thì giống như kiểu là đến đây là mình cho nhau cơ hội rồi đó. Đúng rồi. Dạ. Thì bạn có thể tính chuyện hẹn hò thế nào đó, khoảng cách như thế nào? Tức là bây giờ em đang công tác ở đâu? Em công tác ở Bình Đường 3, An Bình, Dị An, Bình Dương á. Thế vậy cũng gần rồi. Thì anh ở ngay chỗ vòng xoay An Phú luôn. À dạ. Thì nếu mà em và anh quen nhau thì thời gian anh dành cho em thì khoảng... Anh thì tất cả cái thời gian anh có thể sắp xếp được. Tại vì là công việc của anh chủ động. Đối với em thì không phải là lúc đầu thì có thể là mình gặp nhiều, xong dần dần thì gặp ít đi thì em không thích là điều đó. Nói chung là tùy công việc bận thôi, hoàn cảnh công việc thôi. Dạ. Nhưng mà không phải, không thể nào để cho công thời gian gặp, chẳng hạn như lúc đầu thì dành cho nhau là quá nhiều, xong dần dần ít dần đi là em không thích như vậy. Đúng rồi. Dạ. Anh cũng vậy, tại vì là anh là người hướng nội tâm. Dạ. Nên là anh cũng muốn có một người nào đó để mình quan tâm thực sự. Dạ. Đấy. Thì em không thích điểm gì ở người đàn ông, ví dụ như cái tật gì đấy? Nói chung thì tật xấu là nói chung là không có nóng tính và giận nhau cái gì. Thì nhiều lúc thì là em là con gái thì khi anh nóng thì em cũng có thể kiềm chế và em sẽ im lặng, nhưng mà em không thích mỗi người con trai là giận hay ghen hay tức gì lên là đập đồ đập phá, em không thích như vậy. Anh thì nói chung là người đàn ông thì ai cũng có cái nóng, lúc nóng, nhưng mà quan trọng là họ nóng như thế nào và biết kiềm chế, hay là nóng đúng lúc. Yeah. Nhưng mà đập đồ thì tuyệt đối. Còn nếu mà đập thì anh sẽ tìm cái nào mà nó đáng đập rồi anh. Đập gối. Anh đập. Đập cái nem nè, nếu giận quá đập cái nem nè. Rồi bây giờ mình hãy nghĩ một xíu về tương lai. Nếu mà tiến tới hôn nhân thì hai bạn sẽ phát triển kinh tế thế nào? Ở đâu? Ở Bình Dương hay ở dưới quê hay thế nào? Rồi quan điểm về con trai con gái thế nào? Chia sẻ với nhau đi. Anh thì con trai con gái cũng được. Nhưng mà tiêu chuẩn của anh thì hai đứa. Còn lập nghiệp thì cái đấy thì nếu mà đến được với nhau thì mình sẽ nói chuyện sau. Tại vì nói về kinh tế nó nhiều lắm, không thể nói. Bây giờ mình có thể một hướng nào đó về Bình Dương phát triển hay đâu đó. Quan trọng là anh sẽ để cho em cái quyền lựa chọn đó. Dạ. Em thì công tác ở đây cũng lâu rồi và thì em cũng thích thích lập nghiệp ở đây. Ở đây đúng không? Dạ, em thích lập nghiệp ở đây hơn. Ở đây có nghĩa là ở Sài Gòn hay ở Bình Dương? Dạ, ở Bình Dương, Sài Gòn thì cũng được. Dạ. Nói chung là ở trong Nam. Dạ. Thì em thì là giáo viên mầm non, nhưng mà trong đầu em thì em vẫn thích kinh doanh buôn bán từ lâu rồi. Cái đấy là anh rất thích luôn. Đam mê của anh đấy. Nhưng mà em muốn có gia đình rồi em mới có hướng đó. Coi như một bên là buôn bán, bên kia là sửa xe. Em cũng hướng của em là sắp tới cũng muốn mở một công ty nào đó để làm một công ty nhỏ nhỏ để làm. Tại bây giờ nghề xe thì nó thật là nếu có theo nghề xe thì em sẽ kinh doanh dành theo kiểu xe, chơi xe đấy. Xe rồi nhiều thứ để về xe. Bán phụ tùng xe. Đúng có rồi. Nhiều cái nói về xe thì các bạn có thể hát tặng nhau, rồi biểu diễn một cái tài nào đó, rồi chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện hôm nay. Thấy trên đó có cây côn á. Cái này gọi là gì? Côn. Thực ra thì em
rất ít khi mà đem những cái này ra để ngoài để gọi là kiểu như thể hiện, em không muốn như vậy, nhưng mà chót khai với chương trình rồi thì chót khai phải ấy thôi, tại vì cũng lâu ngày người ta bảo văn ôn võ luyện mà em sao thì cái gì cũng biết một tí. Thể hiện tài lẻ của mình đi. Vâng. Em cầm cố lên nào. Trước tiên thì cho em hát tặng khán giả chương trình với lại em một bài đã rồi để lấy lại khí thế. Rồi em hát đi. Sẽ hát bài Tình cây và đất. Đất vắng cây đất ngừng hơi thở, cây thiếu đất cây sông sống với ai. Chuyện trăm năm ân tình cây và đất đem đến, đất bám rễ sâu cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng. Những con đường trải dài bóng mát, những mảnh vườn trái ngọt cây xanh, ôi đẹp làm sao tình cây và đất mang đến môi sinh mạch sống cho đời. Rồi em gái hát đáp lại đi. Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em. Câu này mới là câu quan trọng. Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh. Rồi mai đây anh là đất em là cây. Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó tình yêu sẽ về. Rồi hay quá. Rùn quá không hát được. Rồi đáp lễ liền nè. Rùn quá quên hết lời. Cô giáo mầm non nè. Thì đến với chương trình thì em cũng có chuẩn bị, và do hôm nay em cũng ốm nên em sẽ hát tặng anh và quý vị khán giả, anh Quyền Linh và chị Hồng Vân hai ba câu thôi ạ. Bài hát Đừng Như Thói Quen. Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em. Nhưng đến bây giờ, lúc em cần, anh như không quan tâm. Yêu chậm lại một chút, để biết ta cần nhau hơn. Nhưng đến bây giờ, lúc em cần, anh như không quan tâm. Chỉ cần dành một chút để biết ta cần nhau hơn. Phải mong chờ, em vẫn hy vọng một điều gian đơn đến thêm. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh bên nhưng rất xa rồi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi cắn. Ôi, em quá. Rồi, được rồi. Đang mệt quá. Một chút xíu tài năng nào. Một chút biểu diễn tài lẻ của mình cho bạn gái đi rồi nào. Thì em cũng xin góp vui với chương trình. Lâu lắm cũng... Đứng xa đã trúng đuôi chắc. Ôi, ôi, vỡ mi của chương trình luôn đấy, cái cô này nó kinh quá. Ôi ôi, bữa anh chưa? Cũng quơ vậy mà anh lũng một lỗ đây. Bởi vậy hôm nay em mới lợn đem cái nhựa anh ạ. Rồi, múa hơi rồi, hết thời gian nha. Rồi. Nào, bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Rồi, để tay vào nút bấm đi nào bé. Sau 3 tiếng đếm, chúng ta sẽ quyết định xem chúng ta có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Như vậy là ta đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Nắm tay nhau. Để đây. Bây giờ xin phép ba mẹ của bạn gái cùng người thân của bạn gái đang xem truyền hình đó, mình xin phép hẹn hò như thế nào đó. Hứa cái gì đó nói đi. Dạ. Thì thực sự ra đến đến bây giờ là đến hôm nay là con cũng 34 tuổi rồi, cũng là hơn 30 năm đi tìm một nửa của mình. Hôm nay con đã tìm được rồi, thì con sẽ hứa giữ cô ấy đến trọn cuộc đời.
Hay quá. Giữ tròn cuộc đời đấy. Em thì sao? Nói gì đi em. Giờ em không biết nói sao. À, đó, coi như có anh bên cạnh ba mẹ kìa. Anh kìa. À, hôm nay thì đi với chương trình thì do ba mẹ em ở xa nên cũng không đi được. Nhưng ba mẹ em thì cũng rất ủng hộ em và cũng muốn em lập gia đình rất lâu rồi. Và hôm nay thì con đã lên được chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò rồi, ba mẹ. Và con cũng đã tìm được một nửa của mình. Con cũng mong là người hôm nay con tìm kiếm là cũng là người cuối cùng để con bước chặng đường còn lại ạ. Hay quá. Chúng tôi cảm nhận được tất cả những điều đó. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với các bạn nhé. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên khi ta bấm nút bằng cả trái tim của mình. Vâng, cho em xin phép anh. Má thôi anh. Yên tâm đi, anh không cắn đâu.